Chuyện chiến lang ở rể. chương 881 đến Europa. Cách ăn mặc của Nguyễn Thị Lệ lúc này khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Quần áo của cô ta kỳ thật đều được lấy từ một con thuyền khác. Lúc này cô ta đang mặc một bộ đồ ngủ rất sexy. Đáng lẽ là chuẩn bị cho Trung Húc, vậy mà bây giờ lại mặc bộ váy này đi gõ cửa phòng mình. Lê Văn Vân giật mình. Nguyễn Thị Lệ dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Lê Văn Vân. Cô ta vội nói, anh đừng nghĩ nhiều, bộ này là có nhiều vải nhất trong số những bộ đồ ngủ mà tôi mang theo tôi không có ý định gì khác chỉ là tôi muốn qua đây tâm sự với anh không còn gì để nói nữa tôi không còn liên quan gì đến gia đình các cô nữa lần này chỉ là trùng hợp thôi tôi đưa cô về lâm hải là nể tình từng quen biết chỉ vậy thôi lê văn vân xua tay anh không thể cho tôi vào ngồi sao nguyễn thị lệ hỏi người khác sẽ suy nghĩ nhiều Lê Văn Vân xua tay nói, cô có chuyện gì cứ việc nói ở ngay cửa. Chị Vũ Đồng, luôn độc thân. Nguyễn Thị Lệ nói, bình thường chị ấy luôn nói với tôi về anh. Audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng Lê Văn Vân không khỏi cười nhạo, anh không đáp lời. Thật ra là chị Vũ Đồng hay thím cả, bây giờ đều nhớ anh rất nhiều. Đúng là ba năm đó bọn họ đã làm sai, nhưng chị Vũ Đồng thật sự thích anh. Sau khi chị ấy đi làm, rất nhiều người theo đuổi, nhưng chị ấy không quan tâm, chị ấy thực sự đang đợi anh, anh thực sự. Dừng lại, dừng lại, Lê Văn Vân xua tay nói, đừng làm vậy nữa. Ba năm đó các người đối xử với tôi như thế nào, cô không tự biết rõ à? Nếu cô cứ nói mấy chuyện này nữa thì về ngủ đi. Hai ba ngày nữa chúng ta sẽ đến đích, sau khi đến nơi, tôi sẽ đưa gia đình về Lâm Hải, đến lúc đó tôi cũng sẽ đưa cô về Lâm Hải, tự cô bay về Giang Thành. Nguyễn Thị Lệ cắn chặt răng, cô ta nhìn Lê Văn Vân nói, tôi hơi sợ hãi, anh ngủ với tôi. Dầm, Lê Văn Vân trực tiếp đóng cửa lại. Đồ đê, anh không ngờ rằng Nguyễn Thị Lệ vậy mà lại muốn dụ dỗ anh. Người phụ nữ này đúng là thực dụng. Đối với những lời cô ta nói Nguyễn Vũ Đồng đang đợi anh và thích anh gì gì đó, Lê Văn Vân không tin dù chỉ một chữ. Đương nhiên, hiện giờ Nguyễn Vũ Đồng chưa có bạn trai thì anh tin, dù sao thì anh cũng đã ở đây rồi, nguyễn vũ đồng biết rõ thông tin của anh lúc tìm bạn trai sẽ tiến hành so sánh trong tiềm thức sau khi so sánh phát hiện không ai trong số họ tốt như lê văn vân tự nhiên sẽ có cảm giác tranh lệch rất lớn nhưng đây có liên quan dám gì đến lê văn vân chứ sau khi đóng cửa lại anh trực tiếp nằm xuống giường thuyền đi về phía trước anh từ từ chìm vào giấc ngủ những ngày tiếp theo vẫn là những ngày buồn tẻ trên biển bất chi bất giác đã ba ngày nữa trôi qua sáng ngày thứ ba, Lý Tương Vũ đến nói với Lê Văn Vân rằng 2 giờ nữa sẽ vào địa điểm thăm dò thứ hai gần biển. Điều này có nghĩa là họ đã đến Europa thành công. Gần khu vực biển của khu vực thám hiểm thứ hai, đó không chỉ là một hòn đảo của gia tộc Đem, mục đích chuyến đi của Lê Văn Vân là đến một hòn đảo hoang gần khu vực thám hiểm thứ hai. Sau khi Lê Văn Vân nghe được tin tức này, liền trực tiếp bước tới trên bong thuyền. Trên bong thuyền, Trần Tiêu và những người khác đã tới rồi, Thân thể Trần Tiêu khẽ run lên. Sau 20 năm, cuối cùng anh ta cũng trở lại nơi này. Sắp đến rồi, Hoàng Thi Kỳ trầm giọng nói. Mối thù của trận chiến 3 năm trước cuối cùng cũng đến lúc trả lại. Đáng lẽ họ phải phát hiện ra chúng ta rồi chứ? Cố Bạch nói, nếu theo cách nói của ngài Minh, khu tội ác có tin tức truyền ra, sự hiện diện của chúng ta ở nơi này chắc hẳn sẽ thu hút sự chú ý của họ. Các người đoán xem là người của đem tìm được chúng ta trước? hay những người của Liên Hợp Quân đến tìm chúng ta trước? Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, Bùi Ninh Tùng và Doãn Thi Đan có khỏe không? Bây giờ vẫn béo trắng, Doãn Nhu cười nói. Đại ca, điện thoại có tín hiệu, Cố Bạch đột nhiên nói. Lê Văn Vân lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên sau khi đến vùng biển này, thẻ điện thoại di động bên ngoài của bọn họ cuối cùng cũng có tín hiệu 4G. Đồng thời, điện thoại di động của Lê Văn Vân rung lên bần bật, vô số tin nhắn WeChat hiện lên. Lê Văn Vân cau mày, chưa vội xem. Gần đến nơi rồi, Lê Văn Vân lẩm bẩm. Trong một tòa nhà ẩn ở Europa, đây là đại bản doanh của người Gác Đêm, nơi này được xây dựng trong rừng sâu núi thẳm, chỉ có thể đến được bằng đường hàng không. Đây gần như là một thị trấn nhỏ, ở nơi này có một tòa nhà cao khổng lồ với lá cờ đen trắng, đây là lá cờ của người Gác Đêm. Màu đen tượng trưng cho người Gác Đêm và màu trắng tượng trưng cho bình minh, đại biểu cho công lý người gác đêm của các phe phái sẽ đóng ở nơi này đương nhiên liên hợp quân này trông có vẻ khá phối hợp nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều phe phái của người gác đêm không coi trọng nơi này lúc này trong trụ sở của người gác đêm một ông lão tóc hoa dâm đang ngồi trong phòng làm việc ông ta mặc trang phục của người gác đêm đang nhìn ra cửa sổ ầm 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 đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên sau đó một người đến gần với vẻ mặt ngưng trọng nói bọn họ đến rồi Cậu đang nói đến Lê Văn Vân hay các đại lý sự? Ông già tóc hoa dâm hỏi. Tất cả đều đến rồi. Người bước vào nói các đại lý sự đã chờ sẵn trong hội trường. Hai chiếc du thuyền của nhóm Lê Văn Vân đã đến khu vực thăm dò thứ hai cách đó khoảng 50 hải lý. Tất kết đều là ác đồ của khu tội ác, có mấy chục đỉnh cấp. Họ có định đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ hai không? Ông già hỏi lại. Không có, người đi vào nói, xét theo lộ trình điều hướng, điểm đến của họ là một hòn đảo không có người ở gần khu vực thăm dò thứ hai, họ không trực tiếp tấn công khu vực thăm dò thứ hai. Đem có ở đây không? Ông già tóc hoa dâm hỏi lại. Ông đem đã liên lạc rồi, nhưng ông ấy không muốn đến và nói rằng cho người đến xem mà làm. Người đi vào nói. Đi vào phòng họp, ông lão tóc hoa dâm nói. Người này hiện tại là người tổng phụ trách của Liên Hợp Quân, tên là Theonado Pryor chính ông ta cũng là người đã đích thân ban hành huyết sắc lệnh cho Lê Văn Vân. Ông ta cau mày, tuy tóc đã bạc nhưng bước đi rất vững vàng, bước từng bước đến hội trường. Trong hội trường có một cái bàn tròn, lúc này có 5 người mặc quân phục ngồi ở đó, là đại biểu của năm nhánh chủ lực của Liên Hợp Quân hiện nay, lần lượt là hệ Hoa, hệ Mỹ, hệ Europa, hệ Á và hệ Phi. Nếu Lê Văn Vân ở đó, anh sẽ có thể nhận ra 5 người này, người mà anh quen thuộc nhất đương nhiên là đại diện của hệ Hoa tôi nghĩ rằng tất cả các người đều biết tôi tìm các người tới vì điều gì. Theonado nói, tin tức mới nhất là Lê Văn Vân đã đi ra khỏi khu tội ác và mang theo 2.500 người của thế giới ngầm, đang gấp rút tiến tới miền thám hiểm thứ hai. Bên cạnh, người của hệ hoa cao mày. Hừm, Lê Văn Vân có ý tứ gì? Cậu ta mang theo nhiều người như vậy rời khỏi khu tội ác, dự định tự lập sang sơn sao? Lúc này, một người nhẹ giọng nói. Hơn nữa đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ hai, cậu ta định làm gì anh hùng đêm của chúng ta? Đại diện hệ Europa nói với vẻ chế nhạo, Lê Văn Vân này thật là lòng dạ độc ác, đối phó với đồng nghiệp, nếu huyết xác lệnh đã được ban hành, tôi đề nghị bây giờ hãy trực tiếp tập hợp người gác đêm và khai chiến với bọn họ. Phụt, lúc này, người đại diện của người gác đêm hệ hoa cười khẽ. Lưu Đại Thuận, ông cười cái gì vậy? Người gác đêm hệ Europa giận dữ nói khi nghe thấy tiếng cười chế nhạo này. Lưu Đại Thuận, một cái tên rất bình thường, nhưng con người này không hề tầm thường, từng lọt vào top 10 người gác đêm, nhưng sau đó đã xuống hạng và đến Liên Hợp Quân làm việc. Ông ta liếc nhẹ người gác đêm của hệ Europa rồi nói, muốn động thủ thì các người động thủ đi, hệ hoa chúng tôi sẽ không tham gia vào. Đi thôi, xem tin tức xong rồi, cũng chỉ có mấy chục đỉnh cấp, ba siêu cấp, và hai nghìn người mà thôi. Các người đối phó chắc hẳn không có vấn đề gì mấy. Lời nói của ông ta khiến những người khác đều xanh mặt. Ý của ông là gì? Ý của ông là người gác đêm hệ hoa các ông không định tham gia bao vây và diệt trừ cậu ta sao?" Có người tức giận hỏi. "Tại sao phải tham gia?" Lưu Đại Thuận nhún vai nói, "Chúng tôi phản đối việc phát hành huyết sắc lệnh, ai đồng ý thì cứ đi đi." "Tôi trái lại muốn xem, Lê Văn Vân biết đám các ông đồng ý thì cậu ta sẽ đối phó các ông như thế nào." Chương 882, cho họ một cơ hội. Mặc dù những gì Lưu Đại Thuận nói có chút điên rồ, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Ai sẽ đánh? Lê Văn Vân là siêu cấp thì ai cũng biết, theo tin tức lẻ tẻ được tiết lộ từ khu tội ác thì cũng biết Lê Văn Vân bây giờ rất mạnh, ở Europa ngoại trừ đem ra tay thì không ai có thể chắc chắn tuyệt đối. Lưu Đại Thuận, ông là người gác đêm cùng hệ hoa với cậu ta. Tôi đề nghị ông nên đến nói chuyện với cậu ta và hỏi cậu ta xem chính xác cậu ta muốn làm gì. Bên cạnh, Theonado nói, cùng người gác đêm hệ hoa, đúng vậy, cậu ta không chỉ đến từ hệ hoa, cậu ta cũng đã từng cứu mạng vô số người gác đêm trên dãy Himalaya, đem là anh hùng của người gác đêm, chẳng lẽ cậu ta không phải ư? Chẳng lẽ cậu ta không phải là người đạt được huân chương tinh diệu ư? Các ông chỉ dựa vào mấy câu bậy bạ của tên đem kia mà đã đuổi cậu ta, đồng thời phát huyết sắc lệnh truy sát. Lưu Đại Thuận cười nhạo một tiếng, cứ vậy đi, ai đồng ý thì tổ chức của người đó tự đi mà bao vệ diệt trừ cậu ta. Bây giờ cậu ta đang ở đó đấy, các người có thể trực tiếp tổ chức người qua đó giết. Đem không phải ở đó sao? Nói đến đây, Lưu Đại Thuận lại mỉa mai, ngoài ra, đem buộc tội oan cho Lê Văn Vân, ông ta nói cái quái gì? Bây giờ các ông vẫn chưa biết đem đã sớm hợp tác với người của Hồng Nguyệt rồi đấy, chúng ta không biết đã có bao nhiêu đồng nghiệp chết vì ông ta. Dầm! Lúc này, Theonado đột nhiên đập bàn, ông ta trừng mắt nói, Lưu Đại Thuận, ông đang nói cái gì vậy, sao ông có thể vụ oan cho người hùng của người gác đêm chúng ta hợp tác với Hồng Nguyệt? Người của gia tộc đem chết rõ ràng là có liên quan gì đó đến Lê Văn Vân. Liên quan cái khỉ gì? Bằng chứng xác thực đâu? Lưu Đại Thuận và Lê Văn Vân có tình cảm không tệ, nghe được lời nói của Theonado lúc này, ông ta tức khắc nổi giận, đứng phát dậy mà nói, mẹ kiếp, ông thật sự nghĩ người tổng phụ trách là người quyết định hả? Lúc trước khi ông đưa ra lựa chọn, là đem đã thôi thúc, ông chỉ là một con chó dưới tay ông ta. Ông, Theonado tức giận đến mức toàn thân phát run. Bên cạnh, trong đám người của các hệ khác, có người nói với vẻ kỳ quái, sao nào, người gác đêm hệ hoa các ông định rời khỏi Liên Hợp Quân à? Lưu Đại Thuận hơi nhướng mày nói, tôi không phụ trách vấn đề này. Nếu tôi phụ trách vấn đề này, tôi có thoát khỏi thì làm sao? Mấy người các ông ở đây ôm nhau sưởi ấm, loại bỏ Lê Văn Vân, không phải vì Lê Văn Vân trỗi dậy quá nhanh à? Các ông sợ chúng tôi sẽ đồng thời có được một Trác Nhất Minh và một Lê Văn Vân, các ông sợ đúng không? Ha ha, khi chiến tranh thực sự đến, người đứng ra luôn là Trác Nhất Minh, còn đám người các ông. Đủ rồi, Theonado lại vỗ bàn nói, Lưu Đại Thuận, hiện tại ông không phải đại diện cho mình ông, ông đang đại diện cho người Gác Đêm hệ Hoa đấy. Khi Lưu Đại Thuận nghe thấy thế thì mắng một câu, bấy giờ mới đặt mông ngồi xuống. Nói tóm lại, Bây giờ Lê Văn Vân đã mang nhiều người như vậy tới địa điểm thăm dò thứ hai, huyết sắc lệnh cũng đã được ban ra, chúng ta cũng phải có tỏ vẻ gì đó. Tôi đề nghị chúng ta tổ chức người, bất luận như thế nào cũng phải bao vây bọn họ. Về phần xử lý như thế nào, sau này lại mở cuộc họp bàn bạc, được không? Lúc này Theonado bình tĩnh lại hơn nhiều, ánh mắt ông ta liếc qua mấy người. Được, bốn người còn lại nhanh chóng giơ tay đồng ý. Lưu Đại Thuận khẽ khịt mũi, không bày tỏ lập trường của mình. Sau đó ông ta suy nghĩ rồi nói: tôi đề nghị bao vây diệt trừ. Không phải đem nói cậu ta giết người trong gia tộc ông ta sao? Vậy bảo đem tự mình đi mà bao vây diệt trừ đi. Ông ta không đi thì chính là thằng cháu trai. Theonado nghe được lời của Lưu Đại Thuận thì lạnh lùng nói: tan họp. Cuộc hội nghị này tan dã trong không vui, nhưng về phía Europa thì vẫn bắt đầu tập hợp nhanh chóng. ở một diễn biến khác. Lê Văn Vân lái hai chiếc du thuyền đến gần đảo hoang, sau khi dừng lại gần đảo hoang, rất nhiều người đã bước xuống. Có người vẫn đang đợi trên du thuyền. Sau khi cập bến, Đào Ba nhanh chóng nghiêng người lại hỏi, tiếp theo làm gì? Bây giờ chúng ta đã gần đến địa điểm thăm dò thứ hai, nhưng lần này đối đầu với Dem, tôi muốn đối phó với ông ta một cách danh chính ngôn thuận. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, hiện tại đừng lo điều này. Hãy đóng quân ở đây trước và tạo cho họ một chút áp lực. Xem họ làm gì? Ý anh là gì?" Đao Ba hỏi. "Ý của đại ca là đang cho Liên hợp quân người gác đêm một cơ hội." Cố Bạch vỗ vai Đao Ba nói, "Nếu Liên hợp quân thật sự tổ chức người bao vây chúng ta thì chúng ta có thể động thủ." "Đương nhiên, một khi đã động thủ thì nghĩa là cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ trở lại người gác đêm." "Nếu Liên hợp quân không đến bao vây, chân áp mà đến để thương lượng thì vẫn còn khả năng thương lượng." Chẳng phải chúng ta vẫn còn hai người Bùi Ninh Tùng và Doãn Thi Đan sao? Bày bọn họ ra là không phải có thể trực tiếp chứng minh rằng đêm đang hợp tác với Hồng Nguyệt à." Đào Ba hỏi. "Cái đó sau này mới dùng được, đại ca của chúng ta cũng cần liên hợp quân cho một lời giải thích." Lý Thu cười nói. "Đào Ba ngốc rồi. Đúng vậy, vô duyên vô cớ bị sa thải khỏi người gác đêm thì thực sự cần một lời giải thích." Lê Văn Vân cười nói, "Chúng ta đóng quân ở đây mấy ngày, vật tư ở đây Nói đến đây, anh nhìn về phía Cố Bạch và nói, Cố Bạch, hãy liên hệ với những người quen ở phía Europa và nhờ họ gửi cho chúng ta một số đồ dùng mỗi ngày, bao gồm cả lều trại, v, v. Ai muốn ở trên thuyền thì ở, ai muốn ở đảo thì ở, bảo bọn họ dựng lều. Anh định đưa họ về trước à? Phạm Nhược Tuyết hỏi, ngộ nhớ có người của Liên Hợp Quân đến đàm phán thì sao? Hay là đem trực tiếp đánh tới đây thì sao? Đem dám đánh, khi thời điểm chúng ta xuất hiện ông ta đã sớm tới đây rồi. Ông ta chắc chắn đã biết tin tức rằng anh chiến đấu được với bốn người ở khu tội ác rồi. Lê Văn Vân nói, hiện tại không dám ra đây, có lẽ là đang ẩn nấp, muốn dựa vào liên hợp quân để kiềm chế anh mà thôi. Cho nên trước tiên anh định đưa hai người Liễu Ngọc và Nguyễn Thị Lệ trở về Lâm Hải. Về phần liên hợp quân, nếu có người muốn đến thương lượng, ông đây dựa vào cái gì mà đàm phán với bọn họ chứ? Chờ anh về anh sẽ trực tiếp đến trụ sở của họ để nói chuyện với họ. Anh định về như thế nào?" Phạm Nhược Tuyết hỏi. "Anh sẽ liên hệ với ông Cụ Hoàng, ngân hàng của họ ở khắp nơi trên thế giới. Ở đây chắc hẳn là có một máy bay tư nhân gì đó, sau đó trực tiếp nhờ ông ấy đưa bọn anh về." Lê Văn Vân nói. "Nhưng về giấy chứng nhận?" Hoàng Thi Kỳ lo lắng hỏi. "Vậy thì liên hệ với Trác Nhất Minh." Lê Văn Vân lại nói. Những người khác gật đầu. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày hỏi, anh định về một mình à? Ừ, Lê Văn Vân nói, các em cứ ở lại bên này là được. Nếu có việc gì, hãy gọi cho anh càng sớm càng tốt, sau đó em có thể liên hệ với Lưu Đại Thuận, nhờ ông ta chú ý đến hành động của địa điểm thăm dò thứ hai. Nếu đem đi ra rồi, các em hãy rời khỏi đây bằng du thuyền. Nếu đem thực sự động thủ, những người ở đây sẽ vẫn gặp một số khó khăn khi giải quyết vì vậy chỉ đành nhờ phạm nhược tuyết liên hệ với lưu đại thuận và để lưu đại thuận chú ý trước đã sau khi đến lê văn vân không chọn trực tiếp động thủ mục đích là để cho liên hợp quân một cơ hội đồng thời cũng cho mình một lý do để bắt đầu động thủ muộn hơn không có nỗi lo về sau ngay cả người gác đêm của hệ europa cũng có nhiều người từng là đồng đội của anh sau khi giải quyết xong đào ba nhanh chóng đi thông báo cho những người ra khỏi từ khu tội ác vấn đề liên hệ với Trác Nhất Minh cũng do Phạm Nhược Tuyết làm, Trác Nhất Minh đã đồng ý một cách thuận lợi. Lê Văn Vân thì liên hệ với Hoàng Tông Thực. Hoàng Tông Thực có cổ phần trong một công ty hàng không ở Europa và đã sắp xếp một chiếc máy bay cho Lê Văn Vân. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Sau khi chờ đợi trên đảo hoang khoảng 2 giờ, một chiếc du thuyền màu trắng đến gần, một phụ nữ phương Tây nóng bỏng bước xuống từ đó. Cô ta ăn mặc táo bạo, khi bước xuống du thuyền đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng đám người Lê Văn Vân thì đồng thời cau mày lại. chương 883, chỉ có một người giữa tôi và đem có thể sống sót. Cô gái bước xuống du thuyền là một người rất trắng trẻo, ăn mặc rất táo bạo, áo hở rốn, dưới là một chiếc hot bun, chân đi một đôi giày thể thao, để lộ cặp đùi săn chắc và thon thả. Khuôn mặt xinh xắn cũng rất đáng yêu, cao khoảng 1m75, dáng người khá cao, chỉ thấp hơn Ilimi một chút. Cô ta xuống du thuyền nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ phấn khích, trực tiếp chạy về phía Lê Văn Vân. Cô Eliza thân yêu của tôi, cô bạch nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này, chủ động giang tay ra để ôm cô ta. Eliza chạy tới, sau đó trực tiếp đè cố bạch xuống đất, nhào tới trước mặt Lê Văn Vân, ôm chặt lấy Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, chúng ta đã không gặp nhau hơn 6 năm rồi, Lần trước anh nói nếu đến Europa thì sẽ đến gặp em, nhưng anh đến mấy lần rồi cũng không đến chơi cùng em. Elisa ôm Lê Văn Vân cứng ngắc. Lê Văn Vân cảm nhận được xúc cảm kinh người trên lồng ngực của mình, đau đầu vô cùng. Elisa, tên đầy đủ Elisa Roo. Gia tộc Roo là một gia tộc lớn ở Europa, họ bí mật kiểm soát huyết mạch kinh tế của nhiều quốc gia Europa. Gia tộc này khác với gia tộc trong nước, gia tộc Roo có vị trí then chốt trong người gác đêm hệ Europa, Tất nhiên vẫn không có cách nào so sánh được với một người như Dem. Và Eliza cũng là người quen cũ với đám người Lê Văn Vân. Cô ta là một người gác đêm của hệ Europa, vô cùng tài năng. Lần đầu tiên Lê Văn Vân gặp cô ta là trong trận chiến khiến Lê Văn Vân thành danh, cũng là trận chiến mà Lê Văn Vân đã giành được huân chương tinh diệu. Lúc đó, Eliza 20 tuổi và Lê Văn Vân 21 tuổi. Cả hai đều là đỉnh cấp, lúc đó Eliza đã nằm trong top 10 người gác đêm hệ Europa, dùng từ con cưng của trời để hình dung cũng không đủ. Nhưng trong trận chiến đó, cô ta đã gặp Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ. Sau đó cô ta mới phát hiện trên đời này còn có người tài giỏi hơn cô rất nhiều. Và vào thời điểm đó, tiểu đội 11.762 đã nhiều lần cứu bọn họ trong trận chiến. Sau đó, trong cuộc giao lưu của thế hệ trẻ, họ phải đối mặt với mọi người trong tiểu đội 11.762 và lại thua. Tất nhiên, điều rắc rối nhất đối với đám người Lê Văn Vân chính là Eliza này. Sau trận chiến ở đỉnh Si Lang, cô ta tỏ tình với Lê Văn Vân trước công chúng, và sau đó bị Lê Văn Vân từ chối. Chủ yếu là vì Lê Văn Vân không thích con gái nước ngoài. Nhưng Eliza vẫn kiên trì, như thể không phải Lê Văn Vân thì không lấy chồng vậy. Cô ta bắt đầu học tiếng Trung Quốc, và bây giờ cô ta nói tiếng Trung đã hoàn toàn thành thạo. Và đối với Lê Văn Vân thì hoàn toàn theo phương pháp bám dai như đỉa, khiến Lê Văn Vân lúc đó cảm thấy sợ hãi, thỉnh thoảng đến Europa thực hiện nhiệm vụ thì đều tiến hành trong lặng lẽ, rồi vội vã rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sắp bị cô ôm chết rồi, Lê Văn Vân cười khổ nói. Bấy giờ Elisa mới buông Lê Văn Vân ra, cô ta một tay nắm lấy tay Lê Văn Vân nói, chúng ta kết hôn đi, người nhà em đồng ý rồi. Bây giờ tôi đã bị người gác đêm ban bố huyết sắc lệnh rồi, người nhà các cô vẫn đồng ý sao? Lê Văn Vân kinh ngạc nói, các cô không sợ đem gây phiền toái cho các cô sao? Chúng ta sợ ông ta làm gì? Elisa biếu môi nói, hơn nữa, lần này nhà em cũng cật lực phản đối việc khai trừ anh khỏi người gác đêm. Chỉ là, tại hội nghị có rất nhiều người biểu quyết. Dù sao những người này đều là đồ ngốc. Nói tới đây, cô ta dừng lại dừng một chút và nói, lần này, ông nội chắc nhất minh bảo em đến đây. Đây là giấy chứng nhận của các anh về thông quan, sau đó em cũng đại diện cho gia đình chúng em và một số người gác đêm hệ Europa. Đem và Liên Hợp Quân không hoàn toàn đại diện cho lập trường của chúng em. Có rất nhiều tranh cãi về huyết sắc lệnh của anh, nhưng Liên Hợp Quân đã lật đổ mọi ý kiến và cưỡng chế ban hành nó. Lê Văn Vân cười khẽ, hôm khác tôi sẽ đến trụ sở của bọn họ hỏi xem, ý của họ là gì. Lữ Dương tới trụ sở gây rối, không phải đã bị đánh rồi sao? tôi cũng đi làm ồn một trận, hy vọng bọn họ cũng sẽ đến đánh tôi. Bọn họ không dám đâu, Elisa nói, đúng rồi, đám người này, đều là người của thế giới ngầm sao, ở đâu mà anh tụ tập được nhiều như vậy. Rõ ràng là cô ta không biết gì về chuyện của khu tội ác cả. Lê Văn Vân cười nói, khu tội ác. Khóe miệng Elisa co giật kịch liệt nói, anh nói cái này, em cũng nhớ tới một chuyện, em nhớ tới chú Híp bất bị đem sắp xếp đi khu tội ác, chú ấy sẽ không đối phó với anh đấy chứ. Đúng vậy, Lê Văn Vân nở nụ cười xấu xa nói với cô ta, hít bớt, bị tôi chém chết rồi. Elisa sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới hòa hoãn lại mà hỏi, Lê Văn Vân. Anh chống lại đem như thế nào đây? Bây giờ hình như không chết không ngừng rồi, mặc dù rất nhiều người đồng tình với chuyện đem tuyên bố huyết sắc lệnh với anh, nhưng thật ra rất nhiều người không hiểu tại sao các anh lại trở nên như thế này hầu như anh và ông ta chưa từng có giao thoa gì. tôi nói cô tin sao? lê văn vân hỏi. quả thực, đem có một ý nghĩa đặc biệt với người gác đêm hệ europa. ông ta là thần tượng của rất nhiều người gác đêm hệ europa và ở một mức độ nhất định, ông ta thậm chí còn là một vật tổ. không biết. elisa bĩu môi nói. dù sao ông nội không đối phó với đem, em cũng không tôn sùng người này. thôi bỏ đi, sau này cô sẽ biết. lê văn vân sờ sờ mũi nói. tóm lại hiện tại giữa tôi và đem, chỉ có một người có thể sống sót. Eliza gật đầu và nói, được rồi, dù sao, những gì em có thể làm là để gia đình của chúng em và những người gác đêm mà chúng em quản lý không có hành động chống lại anh, nhưng dù sao thì anh cũng đã bị ban bố huyết sắc lệnh rồi. Cô Bạch lúc này mới từ dưới đất bò dậy, anh ta không nói nên lời mà nhìn Eliza, Eliza, đại ca của chúng tôi thích những cô gái dịu dàng, cô quá dã man, Hiện tại chúng tôi đang ước gì liên hợp quân phái người lại đây động thủ với chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ không có nỗi lo về sau nữa. Nếu thực sự đánh nhau thì ai sợ ai còn chưa biết đâu. Chúng tôi có hơn 60 đỉnh cấp, lúc này, Hoàng Thi Kỳ cũng nói với Eliza. Eliza nghe xong lời này thì không khỏi ngẩn ra, với thế lực như vậy, nếu bên liên hợp quân muốn tới chạm một cái thì kết quả đúng là khó có thể nói. Mấu chốt là không ai biết Lê Văn Vân hiện tại có thực lực mạnh đến mức nào còn bốn siêu cấp nữa. Cố Bạch lại cười nói. Trên thực tế, chỉ có ba người trong số họ, Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ và Doãn Nhu là siêu cấp. Nhưng khi tuyên bố với thế giới bên ngoài thì vẫn là bốn, suy cho cùng thì trong trái tim của tất cả mọi người minh giáo, Đao Ba là một tồn tại siêu cấp. Được rồi, Elisa nuốt nước bọt, sau đó nhìn Lê Văn Vân hỏi, máy bay chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh rời đi? Cô ta không muốn hỏi thêm câu nào nữa, lúc này lưng cô ta hơi ớn lạnh, đây rốt cuộc là một thế lực mạnh đến mức nào đây? Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó dặn dò canh chừng kỹ bùi nghinh tùng và doãn thi đan, trong khoảng thời gian tôi về này là cơ hội cuối cùng cho Liên Hợp Quân, cũng là cơ hội cuối cùng tôi nể mặt. Sau khi nói xong, anh gọi Liễu Ngọc và Nguyễn Thị Lệ, sau đó đi thẳng đến một sân bay ở Europa. Sau khi lên máy bay, là thêm 7-8 tiếng giờ bay, tối hôm đó, tại sân bay quốc tế Lâm Hải, Lê Văn Vân đưa Liễu Ngọc bước ra khỏi sân bay. chương 884, đoàn tụ. Đã gần 2 tháng kể từ khi Liễu Ngọc gặp nạn, đến khi rời khỏi Lâm Hải và bây giờ trở lại. Trong 2 tháng qua, anh biết người nhà hẳn rất lo lắng cho tình hình của Liễu Ngọc. Bọn họ bước ra khỏi sân bay, về phần Nguyễn Thị Lệ, đưa cô ta về lại Lâm Hải, Lê Văn Vân đã coi như làm hết sức mình với cô ta rồi. Tiếp theo đương nhiên anh sẽ không để ý đến Nguyễn Thị Lệ nữa ở cổng sân bay, Lôi Bân đã đợi sẵn ở đó, Lôi Bân đã đến trước khi xuống máy bay để đón anh. Sau khi nhìn thấy Lôi Bân, Liễu Ngọc vội nói, xếp Lôi. Ôi trời, cô không cần phải gọi tôi như vậy đâu. Bây giờ chắc hẳn cô đều biết rồi, tôi chỉ làm việc cho anh của cô thôi. Anh trai cô nắm giữ 70% cổ phần trong tập đoàn hãn vũ này. Tôi chỉ là một người làm công mà thôi. Lôi Bân cười hì hì nói. Sau khi Liễu Ngọc đến thành phố Lâm Hải, nụ cười trên mặt cô ấy hiện lên trong trạng thái không thể che giấu chút nào cô ấy nhìn lôi bân nói xếp lôi ông đừng nói dẫn nữa lê văn vân chính là một người hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện trong công ty cũng là do ông định đoạt đừng cô đã ở khu tội ác được một hai tháng rồi chỗ đó tôi lại chưa đến bao giờ đâu lôi bân cười hắc hắc nói được rồi các người đừng có khoe khoang với nhau ở đây nữa liễu ngọc em có nhớ những gì anh đã nói với em không lê văn vân hỏi liễu ngọc gật đầu nói dạ cha mẹ của lê văn vân cũng như gia đình của liễu ngọc đều là những người bình thường cô ấy không thể nói với họ về chuyện của người gác đêm hay khu tội ác lê văn vân dặn liễu ngọc cách nói rằng cô ấy bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp mất hai tháng sau lê văn vân mới tìm thấy cô ấy và giải cứu cô ấy thành công lý do này rất dễ cho qua gia đình có lẽ sẽ bỏ qua những điều này vì quá phấn khích khi liễu ngọc trở về đối với họ sức khỏe của con cái là điều quan trọng nhất. Xe chạy về phía trước, sau khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến trước biệt thự mà Lê Văn Vân mua. Hôm nay tôi đã đặc biệt cho bố cậu nghỉ ở nhà rồi. Lôi bân cười nói, các người trở về trước đi, tôi không vào với các người đâu. Buổi tối đi ra ngoài uống rượu nhé. Lê Văn Vân lắc đầu nói, thôi đi, tôi ở nhà một ngày, ngày mai còn có chuyện phải làm nữa. Làm nhiệm vụ à? Lôi Bân nói, sao gần đây có nhiều nhiệm vụ vậy? Tôi cứ cảm thấy từ khi khôi phục trí nhớ thì cậu không được rảnh rỗi chút nào. Nói đến đây, ông ta dừng lại và nói, không biết tại sao, gần đây tôi ngủ không được yên, luôn cảm thấy rằng có điều gì đó sẽ xảy ra. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, sau đó thở dài nói, tự lo liệu cho an toàn của mình là được. Nếu như xảy ra chuyện gì thì liên hệ trực tiếp với Tần Quốc Thành, biết chưa? Tôi hiểu rồi lôi bân nói vậy được rồi tôi đi trước khi lôi bân rời đi liễu ngọc dừng ở cửa nhưng cô ấy không có mở cửa ngay lập tức sao vậy lê văn vân hỏi em rất mong trở về và gặp cha mẹ nhưng khi em thực sự trở lại em có hơi nhát lưu vũ nói trong hai tháng qua em đã trải qua quá nhiều điều lê văn vân xoa đầu cô ấy và nói chuyện đã qua rồi tương lai em không phải nghĩ gì nữa coi khoảng thời gian này như một giấc mơ hoặc là một trải nghiệm. Sau này nhìn lại, đó là trải nghiệm mà hầu hết mọi người đều không có. Liễu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân hỏi, "Vậy anh nhất định phải trở về an toàn, được không?" Liễu Ngọc đã nghe rất nhiều về ân oán với đêm của anh trong thời gian này, cô ấy cũng có hiểu biết nhất định về thế giới ngầm, thiên bảng và địa bảng, vì vậy cô ấy biết rằng lần này Lê Văn Vân có thể sẽ gặp nguy hiểm. "Yên tâm đi," Lê Văn Vân cười nói, "Anh là vô địch mà. Vào đi." Đúng lúc này, Bên trong cánh cổng sắt, trên ban công lầu 2, mẹ của Lê Văn Vân, Tào Vân, đang phơi quần áo trên đó. Bà ấy đột nhiên nhìn xuống, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân và Liễu Ngọc, bà ấy sững sờ. Lê Văn Vân, Liễu Ngọc. "Mẹ." Lê Văn Vân ngẩng đầu hét với Tào Vân. Liễu Ngọc cũng cười nói, "Gì? Thật sự là mấy đứa, thật sự là mấy đứa." Tào Vân mang vẻ mặt vui mừng, sau đó chạy vào trong phòng, giọng nói từ trong phòng truyền đến, "Lê Văn Vân đưa Liễu Ngọc trở về rồi." Lê Văn Vân đưa Liễu Ngọc trở về rồi. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân vang lên, đám người chen chúc tràn ra. Mẹ của Liễu Ngọc, Tào Dung, chạy ở phía trước nhất. Bà ta mở cửa, ôm trầm Liễu Ngọc vào lòng và bắt đầu gào khóc. Liễu Ngọc cũng bật khóc nói, bố mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, con đã làm mẹ lo lắng. Gặp lại nhau, cả gia đình vui mừng khôn xiết, cha mẹ Liễu Ngọc ôm cô ấy khóc rất lâu, Liễu Ngọc cũng ôm từng người một bên cạnh lê văn vân nở một nụ cười nhàn nhạt cảm giác bảo vệ gia đình này vẫn rất việt còn chưa ăn cơm đúng không chúng ta vừa nấu xong ăn cơm trước đi lê cảnh an vội vàng nói cả nhóm trở về phòng tào dung cứ nắm chặt tay liễu ngọc không muốn buông như sợ một khi buông ra liễu ngọc sẽ lại biến mất sau một hồi xúc động tào dung hỏi chuyện này chuyện này là thế nào hai con bị doãn thi đan đó lừa Cô ta đã lừa xin vào một tổ chức bán hàng đa cấp, ở đó 2 tháng và hoàn toàn không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. May mắn thay, Lê Văn Vân đã tìm thấy con. Liễu Ngọc nói, cô ấy nói rất chi tiết, khiến mọi người trong gia đình đều tin. Lê Cảnh An bấy giờ mới vội nói, lần sau cẩn thận một chút, lương hàng năm của con bây giờ cao như vậy, không cần tin vào những thứ giàu sang quyền quý kia. Hiện tại sống ở đây cũng là biệt thự, lương hàng năm đã hơn một triệu, về sau con cũng có thể sống rất tốt rồi dạ con xin lỗi liễu ngọc vội vàng gật đầu nói sau này con sẽ không làm như vậy nữa trở về là tốt rồi tào vân đá lê cảnh an một cái nói cần ông ở đây dội gáo nước lạnh à lê cảnh an cười khổ không dám đáp lời gia đình chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ lê văn vân cũng được hưởng sự bình yên ngắn ngủi này đồng thời trong lòng cũng có chút thổn thức lần sau không biết đến khi nào Đi ra ngoài dạo một vòng nhé. Sau bữa tối, Lê Cảnh An mở miệng hỏi. Mọi người đi ra ngoài đi, con sẽ không ra ngoài nữa, con hơi mệt muốn ngủ một lát." Lê Văn Vân nói. "Vậy được, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi." Tào Vân gật đầu nói. Liễu Ngọc đương nhiên là trung tâm của gia đình, lúc này cả nhà đi dạo chơi, trong nhà chỉ còn lại một mình Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi tắm rửa, tìm phòng dành cho mình ở nhà, sau đó nằm xuống giường. Sau đó anh lấy điện thoại ra và bắt đầu sắp xếp các tin nhắn WeChat. Từ khi đổi sim bên ngoài, tin nhắn WeChat liên tục đổ chuông, lúc đó Lê Văn Vân đang thu xếp đồ đạc nên không xem, lúc này cuối cùng cũng được rảnh rỗi, dự định sẽ trả lời từng người một. Khi mở WeChat, anh thấy một hàng tín hiệu màu đỏ, người đã gửi tin nhắn cho anh không ít chút nào. Người đầu tiên là Long Nhã Lâm, tổng cộng có hàng trăm tin nhắn. Nghĩ đến người phụ nữ này đã đút thuốc cho anh để ngủ với anh, Lê Văn Vân không khỏi bĩu môi bấm vào tin nhắn. Lê Văn Vân, anh trả lời tôi đi. Hầu hết các tin nhắn đều là một câu như vậy, lặp đi lặp lại mọi lúc, mỗi ngày mấy tin. Lê Văn Vân kéo lên trên một chút, nét mặt của anh hơi chìm xuống. Lê Văn Vân, anh ở đâu vậy? Trần Hy và Vương Giai Kỳ đã xảy ra chuyện, hình như bọn họ bị bắt cóc. chương 885, tạm biệt Hồng Mai Quế. Nhìn thấy tin nhắn này, đầu óc Lê Văn Vân nhảy lên, nhìn thời gian, phát hiện đã 12 ngày kể từ khi tin nhắn này được gửi đi. Mà ngày nào Long Nhã Lâm cũng bảo anh trả lời tin nhắn, không đề cập đến tin tức rằng hai người đã được giải cứu. Điều này có nghĩa là, cho đến nay, cả hai vẫn chưa được giải cứu. Hơn nữa, tiền đề này rất có thể là dưới tình huống người gác đêm can thiệp, dù sao nếu Long Nhã Lâm biết chuyện, Long ưng đài rất có khả năng sẽ can thiệp. Lê Văn Vân luôn tin tưởng vào năng lực của ám võng, hầu hết các nhiệm vụ do người gác đêm thực hiện đều do ám võng thu thập và đưa ra khả năng thu thập thông tin của ám võng là khá kinh khủng lê văn vân không do dự nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho long nhã lâm không lâu sau điện thoại đã được kết nối ngay sau đó long nhã lâm gấp rút nói lê văn vân hai tháng qua anh đã ở đâu vậy không gọi điện thoại được gửi wechat cũng không trả lời anh có biết rằng vương giai kỳ và trần hy đã mất tích gần nửa tháng rồi không hiện tại nhà họ Vương đang phát điên, mẹ của Trần Hy cũng vì chuyện cô ấy mất tích mà bị ốm phải nhập viện rồi. Khi cô ta nói tới đây còn mang theo một chút âm ức. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi bảo ông nội của tôi nói cho anh biết, Long Nhã Lâm vội vàng gật đầu. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó, có tiếng bước chân trong điện thoại, một lúc sau, giọng nói của Long ưng đài từ trong điện thoại truyền đến, Nhã Lâm, cháu đi ra ngoài, ông có chuyện muốn nói riêng với Lê Văn Vân. Long ưng đài là người phụ trách ám võng của người gác đêm, chuyện này Long Nhã Lâm không rõ. Cuộc trò chuyện của ông ta với Lê Văn Vân có thể tiết lộ điều gì đó và ông ta không muốn Long Nhã Lâm biết. Long Nhã Lâm gật đầu, sau đó lại vang lên tiếng bước chân. Sau khi Long Nhã Lâm rời đi, giọng nói giả nua của Long ưng đài vang lên trong điện thoại, Lê Văn Vân, cậu có ở đó không? Có, Lê Văn Vân nói, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra? Khoảng 12 ngày trước, Vương Húc đã báo cảnh sát rằng Vương Giai Kỳ và Trần Hy đã biến mất trong studio của Vương Giai Kỳ. Long ưng đài thở ra một hơi và nói, điều quan trọng nhất là họ đã biến mất không dấu vết. Sau khi Vương Húc tìm tới tôi, tôi đã kích hoạt toàn bộ hệ thống Darknet của Yên Kinh và tìm kiếm toàn bộ Yên Kinh, nhưng không có chút manh mối nào. Màn hình quan sát trong văn phòng của cô ấy, Long Ưng Đài nói, "Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy hai vết nhỏ gần cửa studio của cô ấy, một bông sen tím và một bông hồng đỏ." "Một bông sen tím, một bông hồng đỏ?" Lê Văn Vân cau mày hỏi. "Tôi nghĩ nó có liên quan đến cô ấy. Không phải cô ấy hợp tác với cậu sao? Tôi nghĩ, đó có phải là tin nhắn mà cô ấy cố tình để lại không?" Long Ưng Đài hỏi. "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với Hồng Mai Quế." Lê Văn Vân vội vàng gật đầu. Ngoài ra, cậu cần chú ý một điều, trước đây Hồng Nguyệt chủ động lộ ra dấu ấn hoa sen để khiêu khích chúng ta. Tuy rằng không ít, nhưng đa số là hoa sen đỏ và hoa sen vàng. Hoa sen tím là lần đầu tiên xuất hiện, Long Ưng Đài nói, màu sắc của hoa sen đỏ tự nó đã là biểu tượng cho cấp bậc của bọn họ. Chúng ta luôn nghi ngờ rằng Hồng Nguyệt có thể đối phó với người gác đêm của chúng ta nhiều năm như vậy không phải là đơn giản như mặt ngoài. Lê Văn Vân nghe xong, chậm rãi thở ra một hơi, được rồi, tôi sẽ chú ý anh đang định cúp điện thoại thì giọng nói của long ưng đài lại vang lên mà này khi nào thì cậu động thủ với đem tôi sẽ quay lại khi xử lý xong chuyện của bên này lê văn vân nói thầm bây giờ tôi đã có bùi nghinh tùng trong tay tôi sẽ đưa ông ta đến trụ sở của liên hợp quân để chứng minh hành vi phạm tội của đem sau đó giải quyết đem một cách danh chính ngôn thuận nói đến đây anh dừng lại rồi nói sau đó trở lại với người gác đêm hệ hoa và chuẩn bị cho cuộc chiến long ưng đài cười nói lão già chắc nhất minh kia nhìn người khá chính xác đấy tôi sẽ chờ cậu trở về sau khi gác máy lê văn vân đã tìm thấy hồng mai quế trên wechat và gọi qua wechat nhưng hồng mai quế đã trực tiếp cúp máy của lê văn vân lê văn vân nhíu mày hai mắt trầm xuống chẳng lẽ hồng mai quế này đã muốn phản bội sao đúng lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên hồng mai quế gọi lại nhưng lại là gọi video Lê Văn Vân bất lực, anh kết nối điện thoại. Trong cuộc điện thoại, bóng dáng của Hồng Mai Quế xuất hiện. Cô ta đang ngồi trên sofa, trên người mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, bộ đồ ngủ trong suốt, phải không nhiều, lộ ra dáng người khiến người ta chảy máu mũi, hai chân bắt chéo, tay nâng cầm, vừa liếc mắt nhìn một cái là phong tình vô hạn. Lê Văn Vân đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ đủ vị nhất chính là Hồng Mai Quế vương giai kỳ và trần hy còn quá non nớt long nhã lâm có chút kiêu ngạo phạm nhược tuyết rất lạnh lùng đỗ tịch tịch thì tinh quái hoàng thi kỳ quá mạnh mẽ vang dội về phần lâm khả hân và chu linh linh vì họ sinh ra ở khu tội ác nên phong cách của họ táo bạo hơn nhiều nhưng thiếu đi hương vị của một người phụ nữ trưởng thành khác với hồng mai quế cô ta phát huy hết lợi thế của cơ thể và ngoại hình của người phụ nữ một cách tối đa nhìn thấy cảnh này Lê Văn Vân không khỏi cảm thấy máu trào lên. Chật chật chật, rốt cuộc anh cũng chịu gọi cho người ta rồi, đã hai tháng rồi đó nha. Nếu không phải người ta bắt hai cô tình nhân nhỏ của anh đi thì anh đã không gọi điện cho người ta rồi. Cô ta bĩu môi, vẻ mặt đau khổ, lúc nói chuyện còn rưng rưng, trong nháy mắt đó, cặp đồi núi cũng thấp thoáng lộ ra. Nếu như đang xem phát sóng trực tiếp, Lê Văn Vân nhất định sẽ không nhịn được mà bắn một làn đạn to quá. Nhưng nghĩ đến chuyện chính, Lê Văn Vân thở dài nói, cô đứng đắn một chút, nói cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra? Hoa sen tím là có ý gì? Ồ, sao nói chuyện khó nghe vậy? Hồng Mai Quế bĩu môi hỏi, anh yên tâm đi, hai cô bé đó đều ổn cả rồi, bà bà đối xử với bọn họ rất tốt. Bà bà, Lê Văn Vân cau mày. Ha ha, nhìn thấy bộ dạng của Lê Văn Vân, Hồng Mai Quế che miệng cười tủm tỉm hỏi, muốn biết không? Muốn đón bọn họ về sao? muốn đón bọn họ về thì phải đồng ý với tôi một yêu cầu cô làm cái trò gì vậy ánh mắt lê văn vân chìm xuống giọng điệu có chút lạnh lùng chỉ cần anh đến đây ngủ một giấc với tôi chị đây đã sớm muốn bóc tem anh từ lâu rồi tham lam thân thể anh cũng không phải ngày một ngày hai nữa tôi thoải mái thì tôi dẫn anh đi gặp bọn họ được không hồng mai quế nói hơn nữa tôi không dính người lắm đâu mẹ kiếp khi nói chuyện với hồng mai quế Lê Văn Vân luôn cảm thấy mình ở thế bị động. Ví dụ, với Phạm Nhược Tuyết và những người khác, nếu anh tán tỉnh hai câu, Phạm Nhược Tuyết sẽ nổi cáu và đánh anh, đỗ tịch tịch có thể đỏ mặt. Nhưng Hồng Mai Quế thì khác, nếu bạn trêu chọc cô ta, cô ta sẽ dám dán thẳng lên dụ dỗ bạn ngược lại, và lại người phụ nữ này nổi tiếng với tính cách lập dị. Lê Văn Vân cảm thấy có chút uất ức, ho khan nói, đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết hay không. Nếu không nói, thỏa thuận của chúng ta sẽ vô hiệu, tôi trực tiếp tới gặp cô, cùng lắm thì đến lúc đó cá chết lưới rách. Ôi trời, chẳng thương hương tiếc ngọc chút nào cả. Hồng Mai Quế tức giận dậm chân, lại là một màn rung lắc dữ dội, cô ta bĩu môi, nhưng anh càng như thế này thì càng có nhiều người thích anh, càng tham lam cơ thể của anh. Cô nàng này đúng là một kẻ tâm thần. Lê Văn Vân nóng nảy trong lòng, nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh như băng. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lê Văn Vân, Hồng Mai Quế còn tưởng rằng anh đang tức giận. Cô ta xua tay nói, được rồi, được rồi, tôi không nói giỡn với anh nữa, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi ở Giang Thành, Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Vậy được, anh đến Du Châu tìm chúng tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh. Hồng Mai Quế nói, chúng tôi đưa Trần Hy và Vương Giai Kỳ đi, chủ yếu là vì bà bà muốn gặp anh, tâm sự với anh mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền Chương 886: Đàm phán. "Bà bà, bà bà gì cơ?" Lê Văn Vân cau mày hỏi. "Không phải anh tò mò hoa sen màu tím đó à? Bà bà ở Hồng Nguyệt là cấp màu tím, bà ta là thế hệ đầu của Hồng Nguyệt, nhưng bây giờ đã không hoạt động rất nhiều năm rồi." Hồng Mai Quế nói, "Bà bà là người tốt, anh gặp bà ta rồi thì đừng ra tay, bà ta chỉ muốn nói chuyện với anh thôi." "Có gì mà nói với tôi chứ?" Lê Văn Vân cau mày nói tôi cũng không rõ bà bà nghĩ gì hồng mai quế nói dù gì tôi cũng tin tưởng bà ấy trăm phần trăm anh đến rồi thì gọi cho tôi là được lê văn vân gật đầu nói được tôi đến liền hồng mai quế liếm môi làm một động tác quyến rũ nói thế tôi đợi anh nhé đẹp lê văn vân vội vàng dập máy lúc này cả người anh bỗng hơi nóng ran vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cả người mới thả lỏng lại anh chuẩn bị một chút thay đồ vừa bước ra từ phòng thì đúng lúc cả đám người vừa đi dạo về. Bố mẹ, bà ngoại, Lê Văn Vân mở lời, e là giờ con phải đi rồi. "Hả?" Mọi người nhìn anh khó hiểu hỏi, sao lại nhanh vậy? Cả Liễu Ngọc cũng hơi ngây ra, cô ấy tưởng rằng đám Phạm Nhược Tuyết trên đảo không người kia gặp nguy hiểm gì đó, thế nên Lê Văn Vân phải về gấp. Cô ấy nhìn Lê Văn Vân khó hiểu. Lê Văn Vân cười khổ, "Hai tháng này không phải con giúp đi tìm Liễu Ngọc sao?" chẳng quản gì mấy chuyện ở công ty, chi nhánh công ty ở yên kinh tệ lắm rồi, thế nên tổng giám đốc lôi bảo con nhanh chóng sang bên đó, tốt nhất là ngày mai phải đi làm rồi. Tư bản đáng ghét này, chỉ biết phát kiệt sức người ta thôi. Nghe Lê Văn Vân nói xong, Lê Cảnh An vội nói, Lê Văn Vân, sao con nói cấp trên như thế được, tổng giám đốc lôi giúp chúng ta nhiều như vậy. Vậy con đi đi, chú ý an toàn nhé, lần sau có về thì báo trước một tiếng. Tào Vân bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng rồi, Lê Văn Vân, lần sau con về nhớ dắt tịch tịch theo, lâu rồi không gặp, nhớ nó lắm. Thường ngày con cũng đối xử tốt với người ta một chút, cô gái tốt vậy khó tìm lắm. Chán Lê Văn Vân đổ mồ hôi, Liễu Ngọc ở bên cạnh cười cười. Sau đó Lê Văn Vân vội gật đầu nói, được, vậy giờ con đi đây, vừa mới đặt vé máy bay xong. Em lái xe tiến anh nhé, Liễu Ngọc nói. Lê Văn Vân thấy lạ nhưng cũng không từ chối. Cô ấy cầm chìa khóa xe của Lê Cảnh An, sau đó hai người lên xe, Liễu Ngọc lái xe đưa anh đến sân bay. Trên xe, cô ấy hỏi có phải bác sĩ Phạm và mọi người gặp chuyện gì không? Lê Văn Vân lắc đầu, không có, họ vẫn an toàn, anh có chút chuyện riêng, phải đi Du Châu một chuyến, em đừng nói với bố mẹ anh. Ừm, Liễu Ngọc gật đầu. Lê Văn Vân đã đặt vé bay đi Du Châu, vé máy bay nhanh nhất chỉ có khoang hãng nhất, Lê Văn Vân cũng không để ý nhiều, vội vàng đặt luôn rất nhanh đã đến sân bay, Liễu Ngọc dừng xe trước cửa vào, cô ấy không hề đi ngay mà xuống xe đến trước mặt Lê Văn Vân, ôm anh rồi nói anh phải an toàn trở lại, dắt theo đám bác sĩ Phạm đến thăm em, cũng phải giữ an toàn cho họ. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy, anh biết rồi, về đi, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho anh. Liễu Ngọc buông anh ra, Lê Văn Vân chạy vào sân bay, lấy vé, kiểm vé, lên máy bay. Lúc Lê Văn Vân đang bay đến Du Châu, ở Europa, trên đảo không người ở gần khu khai hoang thứ hai. Lúc này ở trên đảo có không ít lều được dựng lên. Có vài người thích cảm giác đặt chân lên đất nên ngủ trên đảo, đương nhiên cũng có một bộ phận khác thích nghỉ ngơi trên du thuyền. Lúc này trên tầng 5 của du thuyền, Phạm Nhược Tuyết và những người khác đang ngồi ngắm sao. Vừa đúng lúc điện thoại Phạm Nhược Tuyết gieo chuông, cô vội vàng bắt máy, đội trưởng Lưu. Đúng vậy, Lưu Đại Thuận gọi đến, sóng lưu đại thuận vang lên, liên hợp quân bên này vừa triệu tập gấp 3.000 người gác đêm, bây giờ đang ngồi ba chiếc thuyền khác đến chỗ các cô, nhưng có lẽ chúng không ra tay đâu. Xoạch xoạch xoạch, lúc này bỗng có tiếng động vang lên, Phạm Nhược Tuyết nhìn theo ra ngoài, phát hiện một chiếc du thuyền cỡ nhỏ đang chạy về phía họ với tốc độ rất nhanh. Tốc độ tin tức của ông hơi chậm, họ tới rồi. Cô nói, mẹ kiếp, chúng biết tôi là hoa hệ nên giấu tôi đây mà. Lưu Đại Thuận mắng đem có hành động gì không? Cô lại hỏi. Không có, Lưu Đại Thuận nói, khu khai hoang thứ hai vẫn sóng yên biển lặng, bây giờ tôi cũng không hiểu phía đem đang tính toán gì. Hiểu rồi, Phạm Nhược Tuyết nói, đội trưởng Lưu, bây giờ chúng ta không ra tay, thật ra cũng là cho Liên Hợp Quân một cơ hội, tôi hy vọng ông có thể hiểu. Tôi hiểu thì có ích gì, Theonado là chó của đem. Lưu Đại Thuận chửi. Phạm Nhược Tuyết. Họ sắp đến rồi, không ngờ người dẫn đầu là ông ta cô khẽ cười sau đó nói tôi cúp trước đây có tin tức gì ông thông báo cho tôi là được được đầu bên kia điện thoại ngắt máy ngay lập tức đồng thời chiếc xu thuyền nhỏ kia dừng lại cạnh họ trên phần nóc xu thuyền một người mang đồng phục màu đen của người gác đêm vác hai thanh đao kiểu tóc của anh ta rất lạ kỳ chỉ có một nhúm nhỏ lộ ra khỏi đỉnh đầu lại còn là màu đỏ giống như cố ý cắt cho giống đầu đúc vậy chật chật, nhìn thấy người này, cố bạch cười phụt mít, người gác đêm của Europa chết xó nào mà để anh trở thành đại diện của Europa vậy? Người này là mít, đỉnh cấp cùng thế hệ với đám Lê Văn Vân, cũng là người đại diện Europa tham gia thi đấu ngày trước. Anh ta đã từng rất ngạo mạn, rất chi tự cao, người gác đêm hệ Europa khi đó có anh ta là thiên tài chỉ thua Eliza. Sau đó trên khán đài, anh ta bị đường đường người gác đêm số 7 đánh cho lăn lê bỏ lết anh ta cứ kêu gào phải báo thù, nhưng sau đó đường đường chết ở Giang Thành, sự trả thù của anh ta cũng trở thành một câu nói vô nghĩa. Mít ngẩng đầu nhìn lên trên, anh ta cao mày, Lê Văn Vân đâu? Tôi đến để đàm phán với cậu ta, chuyện quân sự, đàm phán cái quái gì? Cố bạch cười khẩy, đi kêu Theonado đến đây, chúng tôi vừa hay cần hỏi ông ta rốt cuộc có ý gì, lấy tư cách gì mà đuổi lão đại chúng tôi ra khỏi người gác đêm. Mít cao mày, ý anh là không chịu đàm phán với tôi. Nếu Lê Văn Vân không ra đây gặp tôi, tôi chỉ đành xem các người là kẻ thù. Chà, Hoàng Thi Kỳ nhìn anh ta hỏi, sao thế, Mít bé nhỏ muốn động tay chân với chúng tôi à? Mít nhìn Hoàng Thi Kỳ, không nhịn được mà rụt cổ. Ba 000 người gác đêm chúng tôi đã tập kết tại vùng biển cách các người cách 20 hải lý, các người phải nghĩ kỹ xem. Mít nói, nếu Lê Văn Vân không chịu ra mặt nói chuyện, thế thì nói không chừng. Bụp. Ngay lúc này, súng ngắm của Lý Thu được đặt lên thành thuyền, anh ta nhắm chuẩn bên dưới thì ra tay đúng không? Các người có giỏi thì sang đây xem nào. Dù gì các người đã phát huyết xác lệnh với Lê Văn Vân rồi, xông thẳng sang xem nào. Mít giật giật khóe miệng, không dám nói gì. Muốn gặp Lê Văn Vân cũng được. Lúc này Phạm Nhược Tuyết bỗng lạnh lùng nói, gọi Theonado tự sang đây, để ông ta tự giải thích xem rốt cuộc có ý gì khi tống cổ Lê Văn Vân khỏi người gác đêm. Mít có hơi sợ tiểu đội này của Lê Văn Vân, nhưng anh ta vẫn căng ra đầu ra đáp lại, không gặp được Lê Văn Vân thì tôi không về. Thế thì cứ hít gió trời bên dưới đó đi, Lý Thu cất súng đi. Cả đám bỏ mặc mít lại. Mà phía bên kia, Lê Văn Vân cũng làm xong thủ tục lên máy bay, ngồi lên máy bay. Không bao lâu, mắt anh hơi lóe lên, anh nhìn thấy nơi cửa ra vào là một cô gái với thân hình đầy đặn, bước lên máy bay, đang cầm vé máy bay tìm chỗ mình. Chương 887, tôi cũng thích cô ấy, đến đây, đến đây với tôi. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên bên tai Lê Văn Vân, anh nhìn sang thì phát hiện bên kia lối đi có một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, Lê Văn Vân nhìn rồi khẽ đánh giá, trong lòng khẽ nảy lên vài ý nghĩ. Người này đa số mặc quần áo nhãn hiệu phổ biến trên thị trường, nhưng hầu hết những thứ anh ta đeo đều không hề rẻ. Đồng hồ, dây chuyền trên cổ đều đắt tiền giày trên chân cũng là giày phiên bản giới hạn. Có lẽ là phú nhị đại hoặc người có tiền. Giọng anh ta nhỏ đến mức hầu hết mọi người khó có thể nghe thấy. Còn đôi mắt của anh ta đã dõi theo nhìn người đẹp vừa đi lên máy bay từ nãy tới giờ. Lê Văn Vân phải công nhận rằng người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy chiếc eo tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo. Cô ấy cao và có đôi chân dài rất quyến rũ. Tóc cũng dài, đen, thẳng, đeo một cặp kính dâm, khóe miệng còn có một nụ cười nhẹ. Mang một chiếc ba lô trên lưng, hình như đang đi du lịch biển hay gì đó, nhìn tấm vé trên tay, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhận thấy rằng người đàn ông đối diện với anh đang vui mừng ra mặt. Cô gái nhìn lướt qua, sau đó tháo kính dâm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ, hỏi Lê Văn Vân, thưa anh, anh có thể nhường đường cho tôi chút không? Tôi ngồi ở trong. Lê Văn Vân không thể không thầm vui khi nghe điều này. Mặc dù chuyến bay tuy chỉ có 2 giờ, nhưng có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cũng làm mình cảm thấy tốt hơn. Bên cạnh, người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên Lê Văn Vân, niềm vui ban đầu của anh ta đã biến thành thất vọng ngay lập tức. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lê Văn Vân sau chiếc eo của mỹ nữ này, tức giận siết chặt nắm đấm. Lê Văn Vân định đứng dậy tránh đường, lúc này người đẹp đã mỉm cười với Lê Văn Vân và nói với giọng vô cùng dễ chịu. Anh chàng đẹp trai, anh có thể giúp tôi xếp hành lý được không? Nói xong, cô ta bỏ ba lô xuống. Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đứng dậy nói, "Người đẹp, để tôi giúp cô." Người đẹp sững sờ một lúc, sau đó gật đầu nói, "Cảm ơn." Người đàn ông cười nhẹ nói, "Chuyện nhỏ." Anh ta để đồ lên giá hành lý, Lê Văn Vân cũng bước sang một bên, người đẹp bước đến cạnh chỗ Lê Văn Vân ngồi xuống. Lê Văn Vân lại ngồi xuống, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh phát hiện sau khi người phụ nữ ngồi xuống, cô ta lại đeo kính dâm lên, đồng thời nhìn ra phía cửa sổ, giống như không quan tâm đến Lê Văn Vân hay ai khác. Người anh em, lúc này, bên cạnh Lê Văn Vân, người đàn ông vỗ vỗ cánh tay Lê Văn Vân nói, giúp tôi đưa danh thiếp cho người đẹp đó với. Lê Văn Vân nhìn tấm danh thiếp, vàng rực một màu, trông cũng gì và này nọ. Anh cao mày, nhưng vẫn giúp đưa danh thiếp cho người đẹp bên cạnh rồi nói, người đẹp này đây là danh thiếp do anh chàng đẹp trai bên cạnh đưa cho cô cầm danh thiếp lên cô ta nhìn lướt qua rồi ngạc nhiên nói chủ tịch tài chính phổ đạt lê văn vân cũng nhìn lướt qua phát hiện ra đó đúng là chủ tịch của một công ty tài chính nào đó tên là la tập nhìn thấy người phụ nữ nói vậy khuôn mặt của người đàn ông lộ ra một chút tự hào sau đó anh ta ló đầu ra tự giới thiệu vâng tôi tên là la tập công ty của chúng tôi chủ yếu cho vay nhỏ có một chút danh tiếng ở thị trường Du Châu, tài sản thì cũng vài trăm triệu thôi. Lúc nói câu này, anh ta có vẻ tự hào. Ở thế giới thực dụng này, cô gái mà phải dựa vào gia thế hay tiền bạc là chuyện thường tình, là tập cho rằng chiêu này rất có tác dụng. Nhưng Lê Văn Vân lại thấy trò này của anh ta chả có gì hay. Hai người họ đều nói chuyện bằng giọng địa phương nhưng không khác giọng phổ thông là mấy, Lê Văn Vân cũng nghe hiểu đại khái. Không biết người đẹp xương hô thế nào. Là tập chủ động hỏi, cô gái kia cao mày, đặt tấm danh thiếp lên lên thành ghế ngồi, sau đó bình tĩnh nói, tôi tên Lưu Ngữ Khanh. Gã đàn ông kia ngây ra chút rồi nói, tên nghe khá hay đấy, họ Lưu, nói ra thì tôi quen một người nhà cô đấy, tên Lưu Vân Phong, là chủ tịch tập đoàn Hoài An. Lê Văn Vân hơi bất ngờ, cái tên này anh nghe qua rồi, không phải lần đầu anh đến Du Châu, Lưu Vân Phong là tài phiệt đời đầu của Du Châu trước kia lê văn vân và cố bạch từng chấp hành nhiệm vụ tại đây một lần hơn nữa mục tiêu chính là lưu vân phong lưu ngữ khanh nghe xong thì cau mày tôi không quen tôi nghỉ ngơi đây nói xong cô ta chỉnh lại ghế rồi nhắm mắt bên cạnh la tập ra vẻ khó hiểu lúc này một người nhìn la tập nói người anh em nhường đường chút là một tên béo hình như anh ta ngồi bên cạnh la tập mặt la tập tái mét anh ta nghe lời nhường chỗ Nhìn Lưu Ngữ Khanh bên cạnh Lê Văn Vân rồi nói, anh em đổi chỗ cho tôi được không? Lê Văn Vân buồn cười, lắc đầu, không muốn. La tập khẽ giọng, tôi cho cậu 500 tệ, cậu đổi chỗ với tôi đi, tôi yêu cô gái bên cạnh cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu xem như cho tôi một cơ hội đi. Lê Văn Vân bĩu môi, anh không có ý gì với cô gái này, chủ yếu là muốn chỗ bên cạnh thoải mái chút. Lúc này, đột nhiên anh cảm thấy cánh tay mình đột nhiên bị người khác kéo lại. Lê Văn Vân hơi xoay đầu, phát hiện miệng cô gái kia hơi động đậy, dùng khẩu hình nói, "Đừng đổi." Hiển nhiên cô gái này không muốn dính líu gì tới tên La Tập này, không có hứng thú gì với anh ta. Anh cười, sau đó nói với La Tập, "Không được." La Tập ngớ người, sau đó cắn răng nói, "Một nghìn tệ." Đây không phải vấn đề tiền bạc, chủ yếu là tôi cũng thích cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng muốn ngồi với cô ấy. Lê Văn Vân cười khi lưu ngữ khanh ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng sau đó dựa sang bên kia kéo kính dâm xuống mang miếng che mắt lên dường như không muốn quan tâm chuyện bên này nữa la tập nghe lê văn vân nói xong sắc mặt có hơi khó coi anh ta trừng mắt nói với lê văn vân nhóc con nghe giọng cậu không phải người du châu đúng không không phải thì sao nào lê văn vân bĩu môi anh muốn uy hiếp tôi à đúng rồi la tập cười khẩy tôi thích cô ta trước sao cậu dám giành với tôi, cũng không tự nhìn lại mình. Nhưng mà, chỗ này là của tôi, sao tôi phải đổi với anh, tôi không đổi thì anh muốn đe dọa tôi. Lê Văn Vân nói, hơn nữa, anh thích người ta nhưng người ta lại không thích anh thì sao? Cậu, là tập tức gần chết, cứ nhìn chằm chằm Lê Văn Vân hỏi, cậu không chịu đổi với tôi chứ gì? Lê Văn Vân chia tay, không đổi. Được, đợi đó cho tôi. Anh ta cười khẩy, sau đó móc điện thoại ra giường như muốn gọi người tới. Lê Văn Vân hoàn toàn không quan tâm, thoải mái ngồi xuống. Lúc này, máy bay cũng từ từ giang cánh, bay về Pha-du-châu. Chương 888, lạt mềm buộc chặt máy bay bắt đầu bay, Lê Văn Vân cũng dựa lưng vào ghế. Anh nhìn Lưu Ngữ Khanh bên cạnh, cô ta mang miếng che mắt, dựa người vào sofa, như thể đã ngủ thật. Hiển nhiên cô ta chỉ là sợ phiền phức vậy nên mới không muốn Lê Văn Vân đổi chỗ mà thôi. Lê Văn Vân cũng không để ý mấy, giúp được thì giúp thôi, anh cũng dựa lưng ra ghế, tính ngủ một chút. Cảm ơn, lúc này Lưu Ngữ Khanh đột nhiên khẽ nói. Không cần khách sáo, anh nhanh chóng đáp. Hai người im lặng một hồi, máy bay bắt đầu vững lại, từ Lâm Hải đến Du Châu khoảng 2 tiếng. Đợi máy bay bay vững rồi, là tập ngồi bên cạnh anh cười khẩy rồi nói với Lê Văn Vân, danh con, xuống máy bay có dám đi với ông đây một chuyến không lê văn vân mở mắt ra cười như không cười mà nói sao tôi phải đi với anh anh muốn gọi người tới phá tôi hay muốn tôi đi với anh tới nơi không người anh thiểu năng ngà la tập cười khinh miệt nhát thì nói nhát đừng nói tào lao anh không hèn thì đánh tôi ở sân bay thẳng đi lê văn vân đáp trả ai không ra tay ở sân bay thì người đó là chó sắc mặt la tập rất khó coi Đương nhiên anh ta muốn tìm người đến Tần Lê Văn Vân, nhưng anh ta không dám đánh anh ở nơi đông người, đánh ở chỗ không có ai cùng lắm đền chút tiền là được rồi, nhưng nếu ở chốn đông người thì sẽ có người quay lại đăng lên mạng, chuyện mà lớn thì anh ta không được lợi gì. Nghe Lê Văn Vân nói xong, anh ta tức méo cả miệng. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, anh lại không hề quan tâm, tựa lưng ra ghế rồi dần nhắm mắt vào giấc. La Tập đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng tức, vẻ mặt anh ta khó coi khôn lường. Qua một lát, anh ta hạ quyết tâm, đợi xuống xe rồi tao sẽ đi theo mày, không tin mày sẽ ở mãi chỗ đông người. Thời gian không biết từ lúc nào đã dần trôi, bỗng Lê Văn Vân nghe thấy một giọng nói khẽ bên tai, anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à. Lê Văn Vân nghe xong cũng ngây ra, xoay đầu sang nhìn, phát hiện Lưu Ngữ Khanh bên cạnh đã tháo miếng che mắt xuống, đang chừng mắt nhìn anh. Lạt mềm buộc chặt gì? Lê Văn Vân khó hiểu không phải anh cũng muốn xin WeChat của tôi à? Cô ta lạnh nhạt nói. Tôi nói tôi muốn xin WeChat của cô khi nào? Lê Văn Vân ngạc nhiên. Anh quả thực không muốn xin WeChat cô ta, anh đến Du Châu cũng chỉ có một ngày, sau này hai người cũng không có giao tiếp gì. Đợi giải quyết xong chuyện của Vương Giai Kỳ với Trần Hy, anh cũng phải đi thẳng tới Europa. Còn về Lưu Ngữ Khanh, anh chỉ cảm thấy ngồi máy bay mà bên cạnh là một cô gái xinh đẹp thì còn gì bằng mà thôi, những thứ khác anh không nghĩ tới không phải anh vừa nói anh thích tôi từ đầu à? Lưu Ngữ Khanh hỏi. Đó là giúp cô đối phó với tên kia thôi. Anh bình tĩnh đáp. Lưu Ngữ Khanh ngây ra. Đúng thật, với nhan sắc của cô ta, gặp quá nhiều người mới gặp lần đầu đã xin WeChat cô ta rồi. Bây giờ đột nhiên Lê Văn Vân nói vậy. Cô ta nhất thời lại bối rối. Cô ta đỏ cả mặt, ánh mắt lưỡng lự vô định. Chuyện tin hay. Nhưng giọng điều lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ồ, thế tôi ngủ đây. Nói xong, cô ta lại đeo đồ che mắt lên lê văn vân nổi hứng mà nhìn cô ta một cái sinh vật mang tên phụ nữ thật lạ ví dụ như việc xin wechat bạn chủ động hỏi họ bạn đẹp trai thì không sao có thể cô ấy sẽ vui vẻ ép bạn nếu bạn trông bình thường thì cô ấy sẽ thấy bạn ghê sợ hơi tởm bạn không xin thì cô ấy lại thấy bạn như không tôn trọng cô ấy tổng kết một câu mê gái thì chỉ có thảm máy bay vẫn bay lê văn vân lai nhắm mắt ở trạng thái nửa mưa nửa tỉnh hai tiếng trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã qua rồi cả quá trình ngoài giao lưu một lần đó ra anh không nói gì với lưu ngữ khanh nữa rất nhanh máy bay bắt đầu hạ cánh cảm giác mất trọng lực ập tới làm lê văn vân rụi mắt sau đó tỉnh giấc ngủ được hai tiếng tinh thần anh tốt hơn rất nhiều sau khi máy bay đáp đất nhiều người bắt đầu móc điện thoại ra nghe máy hoặc nhắn tin ví dụ như la tập sau khi mở điện thoại lên ngón tay anh ta không ngừng nhảy múa trên màn hình đồng thời ánh mắt cũng nhìn sang lê văn vân với vẻ mặt căm thù lê văn vân hoàn toàn không quan tâm anh chắc chắn thắng la tập cũng đủ sức đoán ra gã này tính làm gì chắc chắn là không dám động tay chân chỗ đông người anh ta muốn đánh mình thì chỉ còn cách theo dõi mình tìm một nơi không có người nếu anh ta dám làm vậy thì lê văn vân cũng không ngại dạy cho anh ta một bài học lưu ngữ khanh bên cạnh cũng mở điện thoại lên Cô ta mở WeChat của mình lên, dường như đang nói chuyện với ai đó, nói vài câu xong, cô ta nhìn Lê Văn Vân, phát hiện anh không mở điện thoại ra, cô ta lại cảm thấy khó hiểu. Đồng thời máy bay cũng dừng lại, tiếp viên hàng không bắt đầu thông báo máy bay đã đến nơi. Lê Văn Vân mở đai an toàn ra, vừa chuẩn bị xuống máy bay, Lưu Ngữ Khanh đụng tay anh một cái rồi nói, "Giúp tôi lấy hành lý xuống được không?" Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn cô ta một cái, sau đó gật đầu. Giúp cô ta lấy hành lý xong, anh đi thẳng xuống máy bay. Lưu Ngữ Khanh ngơ ngác. Cô ta ngồi máy bay bao nhiêu năm, chỉ cần gặp phải đàn ông, 99% đều sẽ xin WeChat của cô ta, hoặc là nhìn lén mình trên máy bay, đến nơi cũng nghĩ cách nói chuyện một hai câu với mình. Nhưng Lê Văn Vân trên máy bay tuy rằng cũng nhìn cô ta vài cái, nhưng không hỏi WeChat của cô ta, ngủ cả chuyến bay, đến nơi lại như thể không quen biết cô ta, đi thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên như vậy của cô ta, cô ta cắn răng, mang ba lô rồi chạy theo. Còn có La Tập cũng chạy theo. Lê Văn Vân không có hành lý gì, anh đút tay vào túi quần rồi đi ra khỏi cửa sân bay, anh muốn mau chóng tới chỗ Hồng Mai Quế, nhanh đến khu khai hoang số 2. Sau lưng anh, Lưu Ngữ Khanh thấy anh đi nhanh như vậy, cô ta tức không nhịn được, thầm mắng, đi bộ mà như chạy vậy. Cô ta cắn răng, chạy theo, đến bên cạnh anh. Hư một cái rồi nói, tôi biết anh đang chơi trò ngó lơ tôi, tôi thừa nhận anh đã thu hút sự chú ý của tôi thành công, tôi cho anh một cơ hội ad WeChat của tôi, tự quét mã đi. Lê Văn Vân dừng lại, nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên. Thật tình anh không dở chiêu trò gì cả, đương nhiên, người đẹp cỡ này chủ động ad WeChat thì làm sao có chuyện không chấp nhận. Được thôi, Lê Văn Vân ho khan một cái, sau đó móc điện thoại ra, mở máy. Thấy máy anh vẫn chưa mở, Lưu Ngữ Khanh lại ngơ ngác. Mà la tập sau lưng họ thấy cảnh này cả người cũng ngây ra, ánh mắt nhìn Lê Văn Vân lại càng thêm ngưỡng mộ. Anh ta chủ động xin WeChat của Lưu Ngữ Khanh, kết quả là bị từ chối, chủ động đưa danh thiếp. Lưu Ngữ Khanh nhìn một cái rồi cũng chẳng thèm cầm, anh ta xuống máy bay đã thấy tấm danh thiếp vẫn ở trên chỗ ngồi của cô ta. Mà bây giờ, Lưu Ngữ Khanh lại chủ động chạy tới cho Lê Văn Vân ad WeChat. Thằng nhãi này lắm cho thật đấy, la tập mắng thầm. Thấy Lê Văn Vân ad WeChat xong, Lưu Ngữ Khanh tỏ vẻ đương nhiên, sau đó cô ta rút điện thoại về, anh là người Lâm Hải à? Đến Du Châu làm gì? Xử lý chút việc, có lẽ tối hoặc mai là đi rồi. Lê Văn Vân nói. Lưu Ngữ Khanh thấy lạ, hai người vừa đi vừa nói. Sau lưng họ, La Tập cũng đi theo sát sao. Rất nhanh, hai người đến lối ra, lúc này, Lê Văn Vân phát hiện bên cạnh có một người chạy ra đằng trước, chính là La Tập, anh ta chạy tới nhìn thấy có một người đàn ông trung niên đang đợi người vẻ mặt khó hiểu hỏi tổng giám đốc lưu sao ông lại ở đây đúng vậy người đó chính là tỷ phú ở du châu lưu vân phong người đàn ông trung niên bất ngờ hỏi cậu là la tập bối rối ho khan một tiếng tôi đây tiểu la của tài chính phổ đạt ồ ông ta không nhớ là ai nhưng vẫn đáp một tiếng la tập không hiểu còn tưởng ông ta nhớ ra mình chủ động làm thân nói ông lưu đang đợi ai sao ừ con gái tôi đi chơi tôi đến đón nó lưu vân phong cười nói sau đó ông ta như thấy gì đó vẫy vẫy tay ngữ khanh bố đồng thời một giọng nói vang lên sau lưng la tập nghe thấy giọng nói đó la tập ngây cả người hoảng hốt quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đeo kính dâm ấy cả người anh ta không nhịn được mà run rẩy đồng thời Lưu Vân Phong cũng kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân bên cạnh Lưu Ngữ Khanh, nuốt nước miếng rồi vội bước đến trước mặt Lê Văn Vân, khom người, là anh. chương 889, con không xứng với cậu ấy. Thấy hành động của Lưu Vân Phong, là tập ngây ra, Lưu Ngữ Khanh đứng một bên cũng ngây ra. Là tập khinh Lê Văn Vân là thật, tuy rằng Lê Văn Vân cũng ngồi khoang hạng nhất nhưng đó cũng không phải có giá cao gì, thường khá giả chút là đủ tiền ngồi cách ăn mặc của Lê Văn Vân hoàn toàn nhìn không giống người có tiền. Quần áo rất bình thường, không trang sức gì, không đeo đồng hồ, không mang giày đắt tiền. Bây giờ người trẻ tuổi có tiền phải đeo một chiếc đồng hồ đắt, đồng đều hơn nữa thì quần áo giày dép cũng bắt buộc phải đắt tiền. Vậy nên là tập khinh thường Lê Văn Vân, anh ta cảm thấy mình ăn hiếp một người thế này ở Du Châu là dư sức. Nhưng bây giờ Lưu Vân phong lại khom lưng với Lê Văn Vân, cung kính và khách sáo. Lưu Vân Phong là ai, tỷ phú Du Châu, tuy rằng thường ngày khiêm tốn nhưng địa vị của ông ta là không chối bỏ được. Người đủ để ông ta khom lưng chào, không hề nói điêu, không có ai như vậy ở Du Châu, thậm chí là cả nước. Cũng chả được mấy người. Bây giờ ông ta lại khom lưng chào Lê Văn Vân. Lưu Ngữ Khanh cũng ngơ ngác. Cô ta biết rõ bố mình là người thế nào, cuộc đời cô ta chưa thấy bố mình khom lưng với ai, cũng chưa thấy bố mình cung kính với ai như vậy. Cô ta ngờ nghịch nhìn sang Lê Văn Vân, nuốt nước miếng. Lê Văn Vân thản nhiên, sau đó cười, lâu rồi không gặp. Không cần khách sáo vậy đâu. Sau đó anh ngẩng đầu cười khẽ nhìn La Tập. La Tập mặt khẽ biến sắc, giờ đây anh ta đau đầu không thôi. Anh ta chọc Lưu Ngữ Khanh trước, sau lại chọc Lê Văn Vân, người mà đến cả Lưu Vân Phong cũng phải cung kính hết nước, còn kêu gào muốn đối phó với Lê Văn Vân, anh ta bây giờ tái xanh cả mặt. Anh ta nói là công ty tài chính thật ra nói thẳng chính là một công ty cho vay nhỏ mà thôi tài sản mấy trăm triệu cũng có phần chém gió ở du châu lưu vân phong muốn anh ta phá sản thì chỉ là chuyện trong phút chốc nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của lê văn vân là tập đổ mồ hội lạnh anh đến du châu để làm gì thế lưu vân phong khách sáo hỏi lê văn vân trả lời xử lý chút chuyện có ai đón anh chưa chưa thì tôi đưa anh đến nơi cũng được lưu vân phong khách sáo nói cũng được, Lê Văn Vân cười nhẹ, thế tiện đường tôi đi ké xe vậy, làm phiền ông quá. Với cả ông không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi là Lê Văn Vân đi. Lưu Ngữ Khanh ở bên cạnh nhìn Lê Văn Vân, vẻ mặt ngờ nghịch, giờ cô ta mới nhớ ra trước khi ra tới đây cô ta còn không biết tên Lê Văn Vân. Mời đi bên đó, Lưu Vân Phong nói, sau đó rất tự nhiên cầm ba lô của Lưu Ngữ Khanh, đúng rồi, sao anh lại đi chung với Ngữ Khanh vậy? lê văn vân cười gặp nhau trên máy bay cô ấy ngồi bên cạnh tôi có mâu thuẫn nhỏ với người vừa chào hỏi ông sau đó thì làm quen lê văn vân cười nói lúc nói chuyện họ vừa đi ngang qua la tập còn đang ngơ ngác nghe xong la tập suýt thì khóc ra nước mắt nhưng họ không quan tâm la tập đi thẳng qua lưu vũ khanh nhìn bố mình và lê văn vân cô ta lúc này mới thoát khỏi sự ngạc nhiên mà hỏi bố sao bố quen lê văn vân vậy lưu vân phong cười chuyện của nhiều năm trước rồi ngữ khanh à tóm lại con phải nhớ sau này có chuyện gì chỉ cần lê văn vân tìm tới chúng ta chúng ta phải phối hợp hết sức cho dù phải tán ra bại sản lưu ngữ khanh nuốt nước bọt tò mò nhìn lê văn vân trong mắt toàn là vẻ khó tin khoảnh khắc này cô ta hoàn toàn tin rằng trước đó lê văn vân không hề chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô ta giữa lúc nói chuyện họ đến bãi đỗ xe sau khi lên xe lưu vân phong hỏi lê văn vân anh muốn đi đâu nhắn địa chỉ cho tôi lê văn vân gửi địa chỉ hồng mai quế cho mình sang lưu vân phong lưu vân phong tìm trên mép xong thì nổ máy xe cười nói lần này anh đến du châu bao lâu vậy nếu được thì tôi mời anh bữa cơm xong chuyện tôi đi ngay thuận lợi thì tối nay hoặc mai không thì có thể phải ở thêm vài ngày lê văn vân cười lưu vân phong biết anh là người gác đêm tưởng rằng anh đang chấp hành nhiệm vụ nên không hỏi nữa sau đó trầm ngâm nếu được thì trưa mai tôi mời anh một bữa lê văn vân ngưng một lúc rồi đáp không thành vấn đề lưu ngữ khanh càng nghĩ càng không thông tại sao bố mình lại khách sáo vậy thậm chí còn nói có nhờ gì thì tán ra bại sản cũng phải giúp lê văn vân cô ta ngồi ghế phó lái một chốc lại liếc lê văn vân sau đó rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh anh và bố tôi có quan hệ gì anh là ai lê văn vân ngồi đằng sau nửa cười nửa không nhìn lưu ngữ khanh sau đó gõ chữ cô đoán xem. Lưu ngữ khanh bực mình nhìn điện thoại trong tay mình nói, không nói thì thôi, anh tưởng tôi muốn biết lắm à. Lê Văn Vân cười, không nhìn điện thoại nữa. Lưu ngữ khanh thấy anh không trả lời tin nhắn nữa, tức nghiến răng. Lưu Vân Phong thì không ngừng nói đủ thứ với Lê Văn Vân, nói gì mà kết hôn, có bạn gái chưa. Lê Văn Vân cũng kiên nhẫn nói chuyện với ông ta. Đại khái là đi hết hơn một tiếng, lưu vân phong dừng xe nói đích đến có lẽ là ở đây thế tôi xuống xe đây làm phiền ông rồi anh cười nói sao lại nói là phiền có thể giúp anh thì đã vinh hạnh cho tôi lắm rồi lưu vân phong vội nói nếu có yêu cầu gì ở du châu thì cứ liên hệ tôi là được anh không có số tôi đúng không lưu số được không lưu ngữ khanh cạn lời cô ta không tưởng tượng được sao bố mình lại như thế này với lê văn vân muốn lưu số điện thoại mà cũng phải dò tâm trạng anh ta à lê văn vân gật đầu được chứ sau khi lưu xong lưu vân phong nói thế ngày mai tôi gọi anh được lê văn vân gật đầu cười với lưu ngữ khanh tạm biệt lưu ngữ khanh nhìn điện thoại phát hiện lê văn vân không trả lời mình cô ta càng khó chịu hơn lưu vân phong lại khởi động xe đợi họ đi xa rồi lê văn vân mới móc điện thoại ra tìm đến wechat của hồng mai quế mà nhắn tin tôi đến chỗ cô nói rồi cô ta đi tới chỗ cửa giữ cửa mở ra và nói, vào đi. Danh gia vọng tộc, Lưu Vân Phong bĩu môi, danh gia vọng tộc trước mặt cậu ấy tính là gì, nói rồi con cũng không hiểu. Hừ, Lưu Ngữ Khanh nói, như thể anh ta giỏi lắm. Lưu Ngữ Khanh nghe xong tức xanh mặt, cô ta trừng mắt bố, bố đang nói gì vậy? Sao con lại không xứng với ai đó được chứ? Lưu Vân Phong quay đầu nhìn con gái một cái, sau đó lẩm bẩm, đúng rồi, vừa nãy Lê Văn Vân nói cậu ấy còn độc thân, nếu con gả cho cậu ấy được thì tốt rồi, tiếc là hình như con không xứng với cậu ấy lắm, tiếc quá. Được rồi, con gái bố đẹp nhất được chưa? Lưu Vân Phong an ủi. Hừ, Lưu Ngữ khanh hừ một tiếng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn điện thoại, nhìn khung chat với Lê Văn Vân. Tin nhắn đã được gửi đi, sau vài phút, anh thấy một bóng người mặc chiếc váy dài đỏ rực đang chậm rãi bước ra từ bên trong khu nhà nhỏ. Chương 890, tôi hy vọng cậu gia nhập cùng chúng tôi. Bên phía kia, đích đến của Lê Văn Vân là một cánh cửa khu nhà nhỏ, anh đang đứng chỗ cánh cửa. Tin nhắn đã được gửi đi, sau vài phút, anh thấy một bóng người mặc chiếc váy dài đỏ rực đang chậm rãi bước ra từ bên trong khu nhà nhỏ. Bất cứ nơi nào cô ta đặt chân đến, phong cảnh xung quanh nơi ấy đều xinh đẹp đến nao lòng, bảo vệ cửa sau khi nhìn thấy bóng dáng đó bước ra, hai mắt họ đều thẳng tắp về phía cô gái. Cô ta đi tới chỗ cửa, giữ cửa mở ra và nói, vào đi. Lê Văn Vân nhìn thẳng bên trong hốc mắt cô ta, tràn ngập hưng phấn, ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Mẹ nó, Lê Văn Vân mắng thầm một câu, nói, hy vọng hôm nay có thể thủ thân như Ngọc. Anh ho khan một tiếng, nhấc chân đi vào bên trong khu nhà nhỏ, lúc vừa mới đặt chân vào, hồng mai quế đã dán lên người anh, tay cô ta Vân về tay Lê Văn Vân, cơ thể dựa sát vào người Lê Văn Vân nơi cánh tay chạm vào truyền đến thứ xúc cảm khiến người ta phải sung sướng bên cạnh mấy tên bảo vệ đứng nhìn ghen tị chảy nước mắt lê văn vân đau đầu vô cùng anh vội vàng rụt tay lại nói cô đứng đắn chút đi người đâu rồi tôi đứng đắn chút đi sao tôi thấy anh mới là kẻ giả bộ đứng đắn đấy chẳng lẽ anh không muốn xảy ra chuyện gì với tôi hay sao không mai quế nói giọng điệu nghe vô cùng mị hoặc mấy tay bảo vệ gác cửa nghe được lời này thì chớp chớp mắt tức đến hộc máu. Lê Văn Vân cau mày. Nếu đối lại là người phụ nữ khác cầu dẫn anh như vậy, thì con mẹ nó, Lê Văn Vân đã sớm nổ súng leo lưng ngựa từ lâu, nhưng đây là hồng mai quế, anh thật sự có phần không dám, người phụ nữ này tâm cơ sâu, tâm lý cũng biến thái, có quỷ mới biết rốt cuộc cô ta nghĩ gì trong đầu. Mặc dù hiện giờ nhìn thoáng qua thì có vẻ cô ta đang muốn hợp tác với anh, nhưng dưới tình huống này thì anh rõ ràng đã liên lụy đến Vương Giai Kỳ và Trần Hy, cho nên nếu anh thật sự muốn cùng cô ta xảy ra quan hệ không chính đáng, thì có khả năng sẽ bị cô ta hạ độc. Hoàn toàn không muốn, Lê Văn Vân bĩu môi nói. Đàn ông miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Hồng Mai Quế nói, lại đây với tôi đi, tôi nói cho anh biết, tối hôm nay, anh trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào bên trong khu nhà nhỏ, để lại tay bảo vệ đứng chờ trong gió với nét mặt ghen tị không thôi. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi vào bên trong một căn nhà kiểu tây lúc tới gần nhà tây lê văn vân nhăn mày nói bên trong chỉ có một tiếng hít thở vương giai kỳ và trần hy không có trong đó bọn họ quả thật là không có ở đây tôi biết tính cách của anh nếu để anh nhìn thấy bọn họ khả năng sẽ nói chuyện bất hòa với bà bà thậm chí là còn ra tay với cả bà bà và tôi hồng mai quế bĩu môi nói chúng ta là quan hệ hợp tác lê văn vân nhìn lướt qua hồng mai quế một cái thật sâu nói tiếp, nếu để tôi phát hiện ra cô phản bội tôi, tôi sẽ không nhân từ nương tay, cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tình cảm khó hiểu, Hồng Mai quế bĩu môi nói, hiện tại hai người bọn họ vẫn đang rất an toàn, họ cũng không phải chịu bất cứ sự đe dọa nào cả. Suốt lời, cô ta mở cửa, sau khi bước vào, cô ta lại hướng về phía bên trong nói, bà bà, Lê Văn Vân tới rồi. Lê Văn Vân đi vào phòng, lập tức nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, bên trong phòng bếp, một bà lão với dáng vẻ khom lưng đang rửa bát bên trong sau khi nghe thấy hồng mai quế nói bà buông chén bát trong tay xuống lấy rẻ lau lau xoa xoa tay rồi chậm rãi bước ra từ phòng bếp thoạt nhìn bà chỉ như một bà lão già khom bình thường không hơn không kém nhưng lúc này đây lê văn vân lại có chút cảnh giác anh nhìn bà lão một lượt từ trên xuống không hiểu sao lại cảm thấy bà lão này rất không bình thường đúng vậy dưới lưới trời lồng lộng của ám võng ở Yên Kinh mà vẫn có thể đưa hai người phụ nữ tới Du Châu này lặng yên không một tiếng động, quả thực là một hành động khiến Lê Văn Vân phải chấn động. Mà bà lão kia cũng đang đánh giá Lê Văn Vân, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười tươi, bà nói quả không hổ là người tuổi trẻ đã sắm vai anh hùng, 5 năm trước đạt siêu cấp, nếu cho cậu thêm thời gian 3 năm nữa, mặc dù cậu không đạt được đến trình độ chắc nhất minh, nhưng chắc cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn của hắc Kỳ Tư, đáng tiếc chiến tranh lại phải bắt đầu rồi. Lê Văn Vân cau mày. Hồng Mai Quế cũng không lo lắng chuyện Lê Văn Vân sẽ ra tay ở chỗ này, nguyên tắc của người gác đêm là không được ra tay trước mặt công chúng, nếu giờ Lê Văn Vân ra tay với bà lão thì át sẽ gây ra náo động lớn, điều này sẽ vi phạm vào điều lệ của người gác đêm. Cô ta hơi hơi mỉm cười, mở miệng giới thiệu, Lê Văn Vân, giới thiệu qua với anh chút, đây là bà Loan, anh cứ gọi bà bà là được rồi. Vừa dứt lời, Cô ta đi tới đóng cửa, nói: "Chúng ta đến sofa ngồi nói chuyện đi." Lê Văn Vân hờ hướng đưa mắt nhìn bà Loan, bình tĩnh hỏi: "Người đâu?" "Đừng nóng vội, bà Loan cười nói: "Hai cô gái nhỏ đó mềm mại đáng yêu, tôi sẽ không gây thương tổn cho họ đâu, hiện tại bọn họ đang rất an toàn là khác, chỉ là bị canh giữ hơi nghiêm chút thôi ấy mà, chứ không phải chịu một chút tổn thương nào cả, chúng ta ngồi xuống đi." Vẻ mặt Lê Văn Vân âm u bất định, nhưng anh vẫn chọn đi tới sofa rồi ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía bà Loan, hỏi, rốt cuộc bà tìm tôi là muốn nói chuyện gì? Bà Loan thở ra một hơi, mở miệng đáp, tôi là muốn khuyên cậu gia nhập Hồng Nguyệt, tôi nhìn thấy hy vọng từ cậu. Nghe thấy lời này, Lê Văn Vân nở nụ cười chế giễu, nói tiếp, bà cảm thấy có thể sao? Hồng Nguyệt các người, suy cho cùng cũng chỉ là chó của bọn họ mà thôi. Bà Loan ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân, bình tĩnh nói, cậu không nên từ chối vội vàng như vậy cũng không cần thiết phải nói chuyện khó nghe đến mức đó. Bà nhìn Lê Văn Vân bình tĩnh nói tiếp, nếu chỉ là vì mượn sức tôi, thì hiện tại tôi đây từ chối luôn, nói cho tôi biết vị trí của Trần Hy và Vương Giai Kỳ, thả bọn họ, tất thảy đều sẽ ổn. Sứt lời, Lê Văn Vân hờ hững nhìn về phía hồng mai quế bên cạnh, nói còn nữa, nói cho cô một tin, bùi Nghênh tùng hiện tại đang nằm trong tay tôi, tôi có thể lấy mạng ông ta bất cứ lúc nào, cho nên cô muốn rời khỏi hồng nguyệt, cũng có thể làm được. Hồng Mai Quế dại ra một chút, sau đó lại nói anh bắt được Bùi Nghinh Tùng ư. Bắt được ông ta ở đâu vậy? Tôi tới khu tội ác một chuyến, bắt được ông ta ở đó. Lê Văn Vân hờ hững trả lời. Chuyện này, khuôn mặt vốn đầy giấy những nếp nhăn của bà Loan kia bỗng lộ ra sự kinh ngạc. Bà nói cậu vào khu tội ác rồi sau đó lại rời đi sao? Lê Văn Vân khẽ gật đầu, đáp đúng vậy. Trên mặt hồng mai quế lộ rõ vẻ vui mừng. Còn bà Loan thì thở ra một hơi, sau đó lại nói nhóc con đừng có vội từ chối tôi hôm nay tôi tìm cậu nói chuyện là muốn để cậu tiến vào hồng nguyệt cậu cứ từ từ nghe tôi nói cho xong đã rồi sau đó suy xét gia nhập không cũng chưa muộn tôi sẽ kể cho cậu nghe về lịch sử của người gác đêm và hồng nguyệt bà loan thở ra một hơi tiếp tục đương nhiên trước đó tôi nghĩ thời điểm cậu đối phó hồng nguyệt hoặc là thời điểm đối phó với những người khác chắc chắn đã nghe nói qua một câu lựa chọn bất đồng đúng không Lê Văn Vân trầm mặc, anh không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Những lời này, quả thực anh đã từng nghe nói qua, từ trong miệng Giản Hưng, từ trong miệng rất nhiều người ở khu tội ác, anh đều nghe qua những lời này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 891 Hồng Mai Quế nghe xong ngây ngẩn cả người. Nghe thấy bà nhắc tới hoa sen màu tím, Lê Văn Vân không kìm được ngẩng đầu lên, nhìn về phía đóa sen màu tím trên cánh tay bà Loan. Nó đã được xăm từ nhiều năm trước, nhưng thoạt nhìn lại như mới tinh. Thời điểm Hồng Nguyệt bọn tôi thành lập đời thứ nhất, khi ấy chỉ có 7 người, mà 7 người bọn tôi lúc đó cũng mới chỉ đạt đỉnh cấp mà thôi. Bà Loan nói tiếp, lúc ấy bọn tôi bí mật ở trong thành, thậm chí là thời điểm hiện tại, người gác đêm rất giỏi, hay những tổ chức khác giỏi, nhưng thực tế họ còn không biết đến sự tồn tại của chúng tôi, mà thời gian ngày thường, bọn tôi cũng không rảnh đi quản chuyện Hồng Nguyệt. Ánh mắt Lê Văn Vân khẽ động. Sau này, Hồng Nguyệt từ từ phát triển lên, chúng tôi sẽ cần chọn ra một người thủ lĩnh, những vị thủ lĩnh này, phần lớn thời gian là lắng nghe ý kiến từ bảy người chúng tôi khi đó. Đương nhiên, thời gian cứ thế trôi đi, bảy người chúng tôi bắt đầu không thể quản nổi mọi vấn đề. Bà Loan bình tĩnh nói tiếp, sau đó, bọn họ biết chúng tôi đồng ý thần phục, hơn nữa còn đồng ý phối hợp với bọn họ, họ đã chủ động liên hệ trước với bọn tôi. Nói đến đây, Bà nhìn Lê Văn Vân tiếp tục cậu và bọn họ đã từng giao chiến qua với nhau, đặc biệt là trận trên hỉ lãng. Nhưng mà Lê Văn Vân, tôi nói cho cậu biết, chiến tranh chân chính thật sự tàn khốc hơn như vậy rất nhiều, thứ mà giờ cậu nhìn thấy chỉ là một góc nổi của tảng băng trôi mà thôi. Lúc trước khi chúng tôi thành lập Hồng Nguyệt, ngay từ đầu thứ chúng tôi lựa chọn xăm là hình đóa sen đỏ, nhưng họ lại nói với chúng tôi, màu tím là quyền hạn tối cao, sau đó bảy người chúng tôi mới quyết định thay đổi màu sắc. Nghe đến đây, nét mặt lê văn vân hơi trầm xuống ý của bà là màu sắc bọn họ và màu sắc hồng nguyệt các người là giống nhau sao lê văn vân hỏi bà loan khẽ gật đầu nói đúng vậy cho tới tận hôm nay vẫn chưa xuất hiện trên kim sắc còn gì đúng không vậy nên cậu hẳn đã biết trình độ bọn họ khủng bố tới dạng gì rồi sở dĩ hồng nguyệt làm tất thảy thực chất vẫn là thần phục nhưng cũng chỉ là bất đồng quan điểm lý lẽ mà thôi chúng tôi thần phục cũng là vì giữ lại mồi lửa nói xong Bà ta ngẩng đầu, "Tiếp tục, chúng tôi đang tìm kiếm người có thiên phú, chúng tôi thần phục là nhất thời, chúng tôi muốn phát triển thể lực của bản thân, nhưng châm ngôn của chúng tôi trước nay chưa từng thay đổi, trước tiên thần phục để phát triển, chờ thời cơ tới, chúng tôi lại phản công." Nói đến đây, bà ta quay sang nhìn Lê Văn Vân tiếp tục, suy nghĩ của người gác đêm là đối kháng trực tiếp, thế giới này, người có cốt khí cũng đa số, cho nên người gác đêm mới phát triển lớn mạnh nhanh chóng, mà chúng tôi có quan điểm thần phục đi tới trước mặt người gác đêm, bọn họ chèn ép chúng tôi rất gắt gao. Chèn ép, Lê Văn Vận hờ hững nói, các người từ từ biến thành một tổ chức sát thủ, tự mình làm mấy chuyện dơ bẩn, còn trách chúng tôi được sao? Cho nên, bà Loan nói, ban đầu đảm bảy người mà chúng tôi mới thành lập kia, quan điểm có chút bất đồng, có người vì muốn phát triển thể lực mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn được quyền với Hồng Nguyệt, dần dần tôi cũng mặc kệ mọi chuyện, nhưng mà suốt bao nhiêu năm trôi qua, Người có thiên phú thật sự đang thiếu dần thiếu mòn. Nói tới đây, bà ta nhìn Lê Văn Vân, tiếp tục cho nên, tôi muốn cậu gia nhập, không phải Hồng Nguyệt ở hiện tại mà là Hồng Nguyệt ở thời điểm bắt đầu, giả bộ thần phục, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì phản công, cậu có thiên phú như vậy mà. Nghe đến đây, Lê Văn Vân vẫy vẫy tay nói, hiện giờ cũng đã nói xong rồi, tôi đây sẽ nói rõ cho bà biết, không có chuyện đó đâu. Kẻ nào đồng ý thần phục thì thần phục nhưng người đó chắc chắn không phải tôi lê văn vân nói với vẻ hờ hứng sau này tôi không biết sẽ có bao nhiêu người sợ hãi quỳ xuống khi đối mặt với bọn họ nhưng người này mãi mãi không phải là tôi suốt lời anh nhìn bà loan nói quỳ lâu rồi sẽ thành thói quen bà loan nghe thấy lời này cơ thể có phần hơi run rẩy hỏi một câu nếu giờ tôi nói với cậu cậu không gia nhập tôi sẽ không để hai cô gái kia rời đi thì sao lê văn vân nghe thấy lời này hàng lông mày khẽ cao lại, nói, bà thử xem. Nhóc con, tôi thừa nhận cậu là siêu cấp, thiên phú lợi hại, nhưng trên siêu cấp cũng có phân chia cấp bậc đấy, bà Loan khẽ lắc đầu nói, không phải toàn bộ thiên bảng đều là siêu cấp. Có quen biết Phó Vũ không? Lê Văn Vân hỏi, bà và Phó Vũ, ai mạnh hơn? Bà Loan nhăn mày lại nói, ông ta là người mạnh nhất trong số thế hệ đời thứ nhất được chiêu mộ bởi bảy người sáng lập Hồng Nguyệt bọn tôi. Ông ta bị tội giết rồi, Lê Văn Vận hờ hững nói, bị tôi chém chết lúc ở khu tội ác. Sắc mặt bà Loan hơi thay đổi, sau đó bà ta cười khẩy một tiếng, nói tuy bà lão này già rồi, nhưng dù sao cũng là một trong bảy người sáng lập Hồng Nguyệt, vẫn mạnh hơn ông ta đôi chút đấy. Ồ, khi đó người sát cánh cùng phó vũ đối phó với tôi còn có Giản Hưng, Ellen Hubert và Lục Khiêm. Ngoài Giản Hưng bị tôi bắt quay trở lại người gác đêm ra, thì toàn bộ ba người còn lại đều bị tôi chém chết, Lê Văn Vân cười nói. Hồng Mai Quế nghe xong ngây ngẩn cả người. Bà Loan cười khẩy nói, nhóc con, cậu mới gia nhập siêu cấp bao lâu, dám một đầu bốn ư. Hơn nữa lại còn là người đứng giữa thiên bảng, khoác lác quá rồi. Không tin thì tùy, Lê Văn Vân bĩu môi nói, bà tìm tôi tới nói chuyện, giờ tôi đã nghe bà nói xong rồi, giờ có thể nói cho tôi biết chưa, bọn họ đang ở đâu. Bên cạnh, Hồng Mai Quế nhân mày lại nói, bà bà, e là anh ta đang nói thật đấy. Chưa kể, giờ bùi nghinh tùng thật sự đang nằm trong tay anh ta bà loan thở ra một hơi nói thôi được rồi có điều lê văn vân cậu thật sự không thử suy xét một chút xem sao sở dĩ đem hợp tác với hồng nguyệt cũng là đừng nói nhảm hồng nguyệt các người gây ra bao chuyện không có tính người ngần ấy năm trôi qua bao nhiêu gia đình và các người mà bị chia cắt đôi ngả trong mắt tôi các người chính là tà ác và cái tà ác này cần phải bị diệt trừ mặc dù Hồng Nguyệt có trở lại thành bộ dạng như lúc ban đầu mà bà đã nói, thì tôi cũng không gia nhập, tôi không thích phải quỳ xuống phục tùng. Lê Văn Vân nói, đấy là còn chưa kể đến, hiện giờ các người đã biến thành bộ dạng thế này. Lê Văn Vân hờ hững nói, còn nữa, đem, cũng không sống yên ổn được mấy ngày nữa đâu. Sứt lời, anh có hơi mất kiên nhẫn, nói, được rồi, tôi không có thời gian ở đây nói thêm với các người, thả người đi anh nhìn về phía Hồng Mai Quế, ánh mắt có phần lạnh bằng. Hồng Mai Quế thở dài một hơi, nói, bà bà, thả người đi. chương 892, điều đó là đương nhiên. Bà Loan thở dài một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt gì đó, sau đó lại hơi mỉm cười nói, làm đi, những gì tôi cần nói cũng đã nói hết rồi, vẫn là câu nói kia thôi, Lê Văn Vân, tôi vẫn xem trọng cậu như trước, cảm thấy cậu có hy vọng, chiến tranh đang rất gần, đợi đến khi chiến tranh bùng nổ, Thời điểm cậu nhận ra chống cự không nổi nữa, hãy tới tìm tôi, tôi sẽ bảo toàn một mạng cho cậu. Không có ngày đó đâu, thời điểm tôi thật sự không chống cự được, tôi sẽ chết trên chiến trường thôi, Lê Văn Vân xua tay. Bà Loan thở dài một hơi, sau đó đứng dậy nói, Mai Quế, dẫn cậu ta đi đón người đi. Hồng Mai Quế đứng lên, cô ta đi tới trước mặt Lê Văn Vân, chủ động nắm lấy tay Lê Văn Vân nói, mau đi thôi, tôi đưa anh đi gặp hai cô tình nhân nhỏ. Khóe miệng Lê Văn Vân hơi cong cong, anh đứng dậy, sau đó lại nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn bà Loan hỏi, bà nói người sáng lập ra Hồng Nguyệt các người có tổng cộng 7 người, giờ còn mấy người sống sót? Bà Loan lắc đầu nói, cái này tôi cũng không rõ lắm, đã rất lâu rồi tôi không liên lạc lại với những người bạn già đó. Cũng chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện ở Hồng Nguyệt một lần, có khi đã chết hết chỉ còn lại mình tôi, hoặc tất cả đều sống, ai biết được. Lê Văn Vân cười khẽ một tiếng, sau đó anh cũng không nhiều lời dò hỏi thêm nữa anh và hồng mai quế cùng rời khỏi căn nhà sau đó anh nhíu mày hỏi hai người bọn họ hiện đang ở đâu vẫn ở trong khu nhà nhỏ này thôi chỉ là ở trong căn nhà khác hồng mai quế nói có điều này phải hỏi lại anh thật sự khống chế được bùi nghinh tùng à lê văn vân khẽ gật đầu sau đó vừa đi về nơi cần đến vừa nói còn chuyện này thật ra tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô anh nói đi Hồng Mai Quế dò hỏi. Cô tìm tôi hợp tác, rốt cuộc là có mục đích gì? Lê Văn Vân bình tĩnh mở miệng hỏi. Hồng Mai Quế nghe được lời Lê Văn Vân nói, cô ta khẽ mỉm cười đáp, chỉ là cuộc hợp tác đơn thuần thôi. Lê Văn Vân dương mắt nhìn cô ta, hợp tác đơn thuần thôi. Rõ ràng cô biết sự tồn tại của đám người Hồng Nguyệt, nói cách khác, cô hẳn là biết đến sự tồn tại của bà Loan hoặc là sáu vị còn lại. Mặc dù tôi giúp cô giải quyết bùi nghinh tùng, nhưng cô cũng không có cách rời khỏi Hồng Nguyệt. Vậy mục đích cô hợp tác với tôi rốt cuộc là vì cái gì? Hồng Mai Quế cứng họng, cô ta buông lỏng cánh tay Lê Văn Vân, che miệng nói, quầy hà tất phải nghiêm túc vậy sao, tóm lại tôi và anh hợp tác cũng đâu phải chuyện gì xấu, ngược lại còn giúp anh có thêm tin tức về Hồng Nguyệt, đâu cần phải nghiêm túc đến mức thể chứ. Lê Văn Vân nhìn cô ta một cái thật sâu. Trước đó anh cho rằng Hồng Mai Quế thật sự muốn rời khỏi Hồng Nguyệt, nhưng hiện giờ thì có lẽ không phải thế, cái gọi là rời khỏi Hồng Nguyệt chỉ là ngụy trang. Kiểu người như Hồng Mai Quế, hợp tác với anh chắc chắn là có mục đích, chỉ là hiện giờ có lẽ Hồng Mai Quế không muốn bại lộ, mà cũng đúng với lời cô ta nói, cô ta không có làm chuyện gì xấu, ngược lại còn giúp Lê Văn Vân Thu về chút ít tin tức hữu dụng. Lê Văn Vận hờ hững nói, tôi mặc kệ cô hợp tác với tôi vì cái gì, vẫn là câu nói đó, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với bất kỳ kẻ xấu nào, tốt nhất cô đừng có mục đích xấu gì tôi còn có thể có mục đích gì được nữa tôi chỉ là muốn ngủ cùng anh mà thôi hồng mai quế che miệng cười khẽ điệu bộ lẳng lơ quyến rũ vô cùng tất nhiên lê văn vân không tin lời cô ta nói anh khẽ hừ một tiếng dưới sự chỉ dẫn của hồng mai quế bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong một ngôi nhà cao tầng hồng mai quế đi tới trước cánh cửa gõ gõ mấy cái rất nhanh sau đó cửa phòng mở ra chị mai quế sau cánh cửa, một cô gái cỡ tuổi 20, nhìn thấy Hồng Mai Quế thì vội vàng chào hỏi. Hồng Mai Quế vẫy vẫy tay, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, hai người bọn họ đâu? Ở trong phòng, người kia trả lời. Lê Văn Vân đi vào phòng, phát hiện bên trong căn phòng còn có 4 năm người nữa, tất cả đều là nữ, không hề có bóng dáng đàn ông. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, sẽ không để bọn họ chịu oan ức đầu, dù sao cũng là tình nhân nhỏ của anh mà, sao tôi có thể ngược đãi họ được chứ Hồng mai quế cười nói hì hì lê văn vân thở phào một hơi anh đi tới trước một căn phòng đẩy cửa phòng ra vừa mới đẩy cửa ra trong phòng hai người vương giai kỳ và trần hy đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía lê văn vân lúc này thoạt nhìn hai người trông rất bình thường quần áo cũng cực kỳ sạch sẽ sau khi thấy lê văn vân bọn họ vui mừng như điên bỗng đứng lên nói lê văn vân vương giai kỳ vốn có tính cách hoạt bát hơn thậm chí còn nhảy dựng lên chạy tới bên phía lê văn vân ôm lê văn vân vào lòng lê văn vân cười cười hỏi hai người không có việc gì chứ không có việc gì bọn họ không làm gì chúng tôi hết chỉ cấm không cho chúng tôi ra khỏi cửa cũng không cho chúng tôi chơi điện thoại còn lại không có vấn đề gì hết trần hy đứng bên cạnh nói vương giai kỳ nhìn lướt qua hồng mai quế lạnh lùng hỏi chúng tôi có thể đi được chưa điều đó là đương nhiên hồng mai quế khẽ mỉm cười sau đó vỗ vỗ tay mấy người kia cầm hai cái túi tới đây là túi của trần hy bên trong có giấy tờ tùy thân chúng ta đi thôi lê văn vân nói với vẻ nhàn nhạt vương giai kỳ và trần hy khẽ gật đầu lúc này hồng mai quế bĩu môi nói lê văn vân anh có tình nhân nhỏ rồi là mặc kệ người ta vậy sao chẳng phải trước đó lúc tới anh nói tối sẽ cho tôi ăn no sao vương giai kỳ và trần hy bên cạnh nghe được lời này khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Lê Văn Vân cạn lời, anh chừng mắt liếc nhìn Hồng Mai Quế một cái, không nhiều lời, trực tiếp lôi kéo hai người phụ nữ cùng rời khỏi. chương 893, anh đang ở đâu? Lê Văn Vân sờ sờ mũi, thở dài, đứng dậy đi về phía cửa. Ở cửa, có hai người đang đứng canh. Nhóc con, định chạy à, trễ rồi. Anh Long nhìn thấy Lê Văn Vân đi về phía cửa, nhếch miệng, đồng thời hai người ở cửa chặn đường Lê Văn Vân lại lê văn vân bước tới cửa nhìn hai người đang chặn cửa rồi cười nói chạy ư tại sao phải chạy nếu mấy người tống tiền tôi thì tôi cũng phải tống tiền lại chứ am lúc này lê văn vân đã ra tay hai người ở cửa chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trên mặt đau giát chỉ trong tích tắc họ đã bị lê văn vân tắt hai bạt tai tiếp theo trong nháy mắt họ cảm thấy như bị lê văn vân kéo đi cả hai nhanh chóng bị kéo vào phòng và ngã xuống đất Lê Văn Vân chặn ở cửa, lạnh lùng nói, giờ đưa ra 5 vạn, tôi sẽ để mấy người đi khỏi đây, nếu không hôm nay đừng hòng có ai rời khỏi đây. Nghe Lê Văn Vân nói và thấy anh dám ra tay với họ, đám người đờ mặt ra, cô gái kia cũng. Choáng váng, dám đòi bọn tao 5 vạn ư, anh Long cầm con dao trên tay đi về phía Lê Văn Vân, giờ con dao ra rồi nói, mày tưởng tạo không dám dùng dao à. Lê Văn Vân không thèm nói nhảm với anh ta, chỉ nhìn anh Long, nhếch miệng, ngay sau đó, anh tung một đấm với tốc độ cực kỳ nhanh. Anh Long còn chưa kịp phản ứng đã có cảm giác như mình bị đấm vào mặt, giống như va phải một bức tường, nước mắt nước mũi chảy. Giàn rụa, anh ta choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện tay cầm dao của mình đau nhói, anh ta kêu gào thảm thiết, con dao rớt xuống đất kêu loảng xoảng. Nhóc con, mày dám đánh anh Long ư, mấy người kia thấy anh Long bị đánh ngã xuống đất, cũng vọt lên. Một phút sau, Lê Văn Vân phủi phủi tay, trên mặt đất có năm sáu người nằm la liệt, xếp chồng lên nhau, Lê Văn Vân ngồi trên người bọn họ, mỉm cười nhìn cô gái mặc váy trắng kia. Giờ đã tăng giá, lên 8 vạn, Lê Văn Vân cười nói, hoặc là đưa 8 vạn hoặc là bị tôi đánh cả đêm, đến sáng mai sẽ tiến mấy người lên đường. Báo cảnh sát đi, anh Long ở dưới cuối cùng, suýt nữa đã bị đè chết, giờ này anh ta rất muốn báo cảnh sát. Cầm miệng, Lê Văn Vân dẫm lên bàn tay của anh ta, Lạnh lùng nói: "Cho mấy người suy nghĩ 10 phút, suy nghĩ xong thì chuyển khoản, nếu không biết suy nghĩ thì tôi sẽ đánh cho mấy người một trận." Lê Văn Vân cười nói. Một đám hùng hổ, không ai muốn đưa tiền cả. 10 phút sau, bọn họ lại bị đánh, rồi chồng chất lên nhau, Anh Long ở dưới cuối cùng bị đè đến mức trợn trắng mắt, lúc này mặt mũi anh ta đã bị bầm dập, sưng vù, máu mũi chảy ròng ròng. "Tôi đưa tiền, tôi đưa tiền." Anh Long vội vàng nói vậy mới phải chứ, Lê Văn Vân đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, cười nói, chuyển tiền đi. Anh Long và đám người kia khóc không ra nước mắt, muốn làm kẻ lừa tiền, không ngờ lại đạp vào tấm sắt. Nếu không đưa tiền thì sẽ bị đánh tiếp hai trận nữa, đúng là đáng sợ mà. Chờ một lát, bọn tao họp đã, anh Long cầu xin. Mấy người họ họp trong vài phút, trong lúc đó anh Long liên tục lấy giấy lau vết máu trên mặt. Bên cạnh anh ta, cô gái kia cũng rất hoảng sợ. Cô ta biết sau lần này, chắc chắn anh Long sẽ trách mình, lúc về nhất định sẽ phải chịu khổ sở, cô ta nhìn Lê Văn Vân ngập ngừng rồi lại thôi. Lê Văn Vân tỏ vẻ không hề thông cảm chút nào. Bọn họ học rất lâu, cuối cùng cũng gom được 8 vạn, đưa cho anh Long quét thanh toán cho Lê Văn Vân. Được rồi, mấy người có thể cút, Lê Văn Vân phất tay nói. Anh Long nghiến răng, liếc nhìn cô gái mặc váy trắng đầy hung tợn rồi nói đi thôi. Cô gái kia trông có vẻ đau khổ định nói gì đó, nhưng cô ta đã bị anh Long kéo đi. Khi cánh cửa khép lại, Lê Văn Vân sờ mũi và lầm bẩm mình có cảm giác sẽ được nâng hạng thương ra khi đến châu Âu đấy. Vụ lừa tiền này giống như một khúc nhạc dạo, anh trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ đến hơn 10 giờ sáng hôm sau mới dậy, tắm rửa xong lấy điện thoại di động ra liên lạc với đám người Phạm Nhược Tuyết, sau khi xác nhận hiện tại đem không làm gì họ, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ gạt người của Liên hợp quân qua một bên đã, chờ anh về sẽ tự mình đến tổng bộ của Liên hợp quân. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. "Ừ, Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói ở đầu dây bên kia." Lê Văn Vân cúp điện thoại và mở WeChat. Lúc này, Lê Văn Vân thấy Lưu Ngữ Khanh đã gửi cho anh một tin nhắn, gửi vào khoảng 9 giờ sáng. "Anh đang ở đâu? Chương 894, chúng ta vào trong thay đồ đi." Đêm đó máy bay của lê văn vân từ từ hạ cánh xuống một quốc gia ở châu âu sau khi xuống máy bay anh lấy điện thoại di động ra gọi cho phạm nhược tuyết các em đến chưa đến rồi máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong anh cứ đến đây là được giọng của phạm nhược tuyết truyền đến từ điện thoại xe đón anh đã được sắp xếp ở sân bay lê văn vân gật đầu nói ừ anh biết rồi sau khi cúp điện thoại anh ra khỏi sân bay theo mỗi bước chân của anh, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn. Bước ra khỏi sân bay, một người đến chào hỏi Lê Văn Vân, "Anh Vân, tôi đến đón anh đây." Lê Văn Vân gật đầu, đi tới trước xe, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi mỉm cười, "Đường đường, cậu hãy mở to mắt ra nhìn tôi báo thù cho cậu nhé." Nói xong, anh nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời, sau đó mở cửa rồi lên xe. Xe khởi động, nhưng không chạy về phía thành phố, mà tới một nhà máy rượu ở vùng ngoại nhà máy rượu này thuộc sở hữu của Ngân hàng Tân Hải ở Europa. Thật ra sản nghiệp của Ngân hàng Tân Hải trải rộng khắp các ngành nghề, bọn họ vốn là đế quốc thương mại giàu có nhất trong nước, nhất là khi nhà họ Lý trải qua biến động lần trước, gần như đã bị Ngân hàng Tân Hải vượt qua. Chẳng mấy chốc, Lê Văn Vân đã đến nhà máy rượu, một chiếc trực thăng đang đầu trong bãi đất trống bên cạnh nhà máy rượu. Đám người Phạm Nhược Tuyết đều đã đến đây. Đào Ba vẫn đang ở trên đảo Hoang, anh ta cần phải ổn định đám người của khu tội ác, nên 6 người trong tiểu đội 11.762, cộng thêm Trần Tiêu, Doãn Nhu và An Nhiên đều đã đến. Đây, sau khi Lê Văn Vân đi tới, Phạm Nhược Tuyết liền chào đón anh, mọi chuyện đã được giải quyết rồi chứ. Lê Văn Vân gật đầu đáp, ừm, um, mọi chuyện đều được giải quyết xong hết rồi. Còn mấy chuyện liên quan đến Hồng Nguyệt thì sau này anh sẽ nói thêm cho mọi người biết, em có dẫn hai người bọn họ có đến đây không? Có, nhưng trực thăng chỉ ngồi được 8 người, Phạm Nhược Tuyết đáp. Lê Văn Vân gật đầu nói, thật ra không cần nhiều như vậy đâu, Cố Bạch là phi công, Lý Thu cũng phải trốn kỹ một chút. Thật ra lần này chúng ta xông vào sẽ có nguy hiểm nhất định, dù gì trên người anh vẫn đang mang huyết sắc lệnh, Theonado có thể lựa chọn xuống tay với anh ở ngay trong đó. Tất nhiên, nếu ông ta đã xuống tay thì anh cũng không còn gì phải lo lắng cả. suốt lời, anh liếc nhìn mọi người nói, tôi sẽ nhắc lại lần cuối mấy ngày tới, liên hợp quân sẽ phải người tới đàm phán với tôi, nhưng bọn họ sẽ không xin lỗi tôi, cũng không hủy bỏ huyết sắc lệnh, nên lần này đi qua đó, rất có khả năng mọi người sẽ đối đầu với liên hợp quân và người gác đêm, vì thế mọi người hãy cân nhắc cho kỹ, một khi đã ra tay sẽ không còn đường để quay lại. Lê Văn Vân, đã đến nước này rồi thì anh đừng nói những lời này nữa. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, nếu cộng cả anh nữa thì chúng ta có tổng cộng 9 người, anh hãy điểm binh đi. Lê Văn Vân thở dài, bình tĩnh nói cố bạch. Lý Thu, Trần Tiêu, Hoàng Thị Kỳ, Phạm Nhược Tuyết. Anh nhanh chóng điểm danh 5 người, bây giờ ngoài Doãn Nhu ra thì 5 người này đều có sức chiến đấu mạnh nhất trong tiểu đội của bọn họ. Doãn Nhu cao mày nói, để tôi đi cùng mọi người sẽ an toàn hơn, dù gì cũng là tổng bộ của Liên Hợp Quân. Lê Văn Vân khẽ cười nói, có lẽ Theonado sẽ xuống tay với tôi, nhưng trong tổng bộ của Liên Hợp Quân, có khá nhiều người không dám làm điều đó với tôi. có lẽ mấy người chúng tôi đi qua đó sẽ không bịt lại, nhưng chắc chắn có thể an toàn rút lui. quần áo đang ở bên trong. phạm nhược tuyết nói chúng ta vào trong thay đồ đi. đây là kế hoạch của mấy người lê văn vân. bọn họ sẽ mặc trang phục của người gác đêm để đến tổng bộ của liên hợp quân. đây cũng là cơ hội cuối cùng mà bọn họ dành cho liên hợp quân và bản thân. đến lúc đó bọn họ sẽ để Bùi Nghinh Tùng và Doãn Thi Đan nói ra chân tướng, nếu Theonado vẫn giữ khăng khăng, toàn bộ Liên Hợp Quân vẫn kiên quyết bảo vệ đêm còn phát huyết xác lệnh với anh, vậy thì Lê Văn Vân chỉ có thể cam chịu số phận, từ nay về sau sẽ hoàn toàn rút khỏi người gác đêm. Sau khi thay đồ xong, Lê Văn Vân bước ra khỏi phòng, ngẫm lại đã 3 năm rưỡi rồi anh chưa mặc lại trang phục của người gác đêm. Trong người gác đêm, trang phục còn được gọi là trang bị, đến thế hệ của mấy người Lê Văn Vân đã là thế hệ thứ 10 rồi. Mà bộ trang phục này cũng không đơn giản, được làm từ chất liệu rất đặc biệt, có thể phát huy tối đa chân khí. Lê Văn Vân văn cổ, mang đao vô danh và phá không ở trên lưng, hai cán đạo đều lộ ra ngoài, nếu là người hiểu biết về đao thì vừa liếc mắt sẽ nhìn ra ngay. Bên cạnh, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ cũng bước ra, trang phục của người gác đêm đã phát hỏa vóc dáng của hai người một cách hoàn hảo chương 895, chiến không còn đường lui. Sau khi Lý Thu đi xuống, trực thăng lại lượn một vòng, rồi hạ cánh xuống một bãi đất khá. Bằng phẳng trong khu rừng đối diện. Lê Văn Vân thở dài, nhìn Bùi Nghinh Tùng nói, ông hãy nhảy xuống đi. Bùi Nghinh Tùng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi trực thăng. Ông đi theo tôi, sau khi cổ bạch nhảy xuống, anh ta liền đi về phía tổng bộ của Liên Hợp Quân. Bọn họ chỉ cách tổng bộ của người gác đêm khoảng một cây em, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, mau chóng tiếp cận tổng bộ của người gác đêm, dưới bậc thang là rất nhiều tòa nhà giống như bức tường thành, bên trong chính là tổng bộ của người gác đêm. Lúc 6 người Lê Văn Vân đến gần, cánh cửa từ từ mở ra hai bên, sau đó, rất nhiều người mặc trang phục người gác đêm nối đuôi nhau chạy ra ngoài, rồi đứng ở hai bên, Lê Văn Vân liếc nhìn bọn họ, khoảng tầm 40 người. Tổng bộ của người gác đêm tập hợp người gác đêm ở khắp mọi nơi, hàng năm bố trí khoảng 1.000 người, tất cả đều là cao cấp trở lên. Lê Văn Vân liếc nhìn bọn họ, phát hiện trong số những người bước ra đều không có ai thuộc. Hệ hoa, trong lòng anh không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, bất kể thế nào thì người gác đêm hệ hoa cũng không thể xuống tay với mình. Lê Văn Vân, cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh mai bước ra khỏi cửa. Cô ta có mái tóc màu đỏ và thân hình cao giáo, nóng bỏng. Cô ta ăn mặc khác với mấy người Lê Văn Vân, bởi vì cô ta là người duy nhất chỉ mang một thanh đao khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn hai cỡ so với thanh đại đao của đạo ba. Cô ta mang mặt nạ, nên mọi người không thể nhìn thấy gương mặt của cô ta. Nhưng Lê Văn Vân vừa liếc đã nhận ra, cô ta từng là chiến hữu trong trận chiến thành danh của Lê Văn Vân ở đỉnh Hỷ Lãng, là số 3 của người gác đêm hệ Nam Mỹ, Alice Somi. Ken! Cô ta đặt trường đao xuống đất, đứng ở cửa, dương mắt nhìn Lê Văn Vân. Đồng thời, Lê Văn Vân nghe thấy một giọng nói giả nua phát ra từ trong loa phát thanh ở cửa. Lê Văn Vân, tại sao Bùi Ninh Tùng lại đi cùng cậu? Cậu định dẫn thủ lĩnh của Hồng Nguyệt đến tổng bộ của người gác đêm chúng ta làm gì vậy? Cậu đã hợp tác với Hồng Nguyệt rồi đúng không? Cậu định hoàn toàn phản bội người gác đêm của chúng ta đúng không? Tôi không muốn ra tay với anh nên anh hãy rời khỏi đây đi. Alice dành nói trước, Theonado sẽ không để anh đặt chân vào tổng bộ của Liên Hợp Quân đâu. Khác với thân hình, giọng nói của cô ta cực kỳ nhẹ nhàng lê văn vận hờ hững ngẩng đầu lên nói lần này tôi đến đây là có hai chuyện đầu tiên tôi muốn hỏi mọi người trong liên hợp quận rằng dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi người gác đêm mấy người lấy tư cách gì để đuổi tôi lê văn vân bình tĩnh nhìn alice hỏi thứ hai tôi đến đây để chứng minh đem là kẻ phản bội người gác đêm ông ta đã thông đồng với hồng nguyệt ba năm trước đã hại chết người anh em lý đường đường của tôi khiến tôi bị thương nặng mất trí nhớ, khiến số 2 của người gác đêm phải lánh nạn 3 năm. Alice nghe xong thì nhíu chặt mày. Một lúc sau, cô ta mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, anh đang mang huyết sắc lệch, theo lý mà nói thì tôi nên ra tay với anh ngay, nhưng lúc ở đỉnh nghỉ lãng, anh và tôi là chiến hữu, hơn nữa anh còn cứu tôi và bạn của tôi. Vì thế tôi sẽ nhẫn nhịn không ra tay với anh, những kết quả sau khi liên hợp quân đã bàn bạc tôi. Cô có thể ngăn cản tôi? lê văn vân hờ hững nói dứt lời anh cất bước đi về phía cửa rút đao alice lạnh lùng quát keng 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 lúc này đám người xung quanh ở trên tường thành và cả những người đứng trên sân thượng đều lần lượt rút đao ra lúc này do tranh lệch múi giờ nên bên europa đã chạng vạng tối mặt trời ngã về tây kéo dài chiếc bóng của đám người lê văn vân lúc nhìn thấy đám người gác đêm thật sự rút đao với mình Hoàng Thị Kỳ và Cố Bạch đang đứng bên cạnh Lê Văn Vân đều không nhịn được mà nở nụ cười cay đắng. Đám người này từng là chiến hữu của bọn họ, nhưng bây giờ lại chĩa đao về phía bọn họ. Mọi chuyện lúc trước, dù là huyết sắc lệnh hay bị đuổi khỏi người gác đêm, Lê Văn Vân vẫn luôn níu giữ một tia hy vọng. Những gì anh có đều do người gác đêm ban cho, nên anh rất có cảm giác thân thuộc với người gác đêm, nhưng lúc đám người này rút đao ra, cảm giác thân thuộc đó đã nhanh chóng tan thành mây khói anh mang song đao ở trên lưng, tháo khẩu trang xuống. Cô không thể ngăn cản tôi, Lê Văn Vân ngẩng đầu, hờ hững nhìn Alice nói: "Tôi không muốn ra tay với anh, cũng không tin những gì bọn họ nói, nhưng tôi là một chiến sĩ, phải thi hành mệnh lệnh, có lẽ tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu anh muốn đi qua cánh cửa này thì phải bước qua xác tôi." Alice hờ hững nói, rồi chĩa trường đao về phía Lê Văn Vân. "Vì mọi sự sống," Alice nói, Audio điện tử võ tấn bền. chương 896, anh ấy vẫn đau lòng. Sứt lời, anh cầm lên huân chương màu lam lên, bước về phía trước, lạnh nhạt nói, huân chương này là lần đầu tiên tôi đi chấp hành nhiệm vụ, đối phó với hải tặc, giải cứu con tin, lập công hạng 3, đây cũng là huân chương màu lam duy nhất của tôi. Nói xong, Lê Văn Vân liền ném huân chương xuống dưới chân mình. Cạch, huân chương màu lam rơi xuống đất. Toàn bộ người gác đêm ở phía trước đều sửng sốt, bọn họ nhìn chiếc túi đầy ấp huấn chương của Lê Văn Vân. Bọn họ đều là người gác đêm, nên ai cũng biết sốt cuộc huân chương này có ý nghĩa gì. Công trạng rất khó lấy được, cho dù là công hạng 3. Nhưng Lê Văn Vân chỉ có một huân chương hạng 3, đa số huân chương trong túi của anh đều là hạng nhì trở lên. Trong đó, có rất nhiều huân chương hạng nhất, hạng đặc biệt và huân chương tinh diệu. Lúc này bọn họ mới chợt nhận ra, thanh niên đang đứng trước mặt bọn họ cũng là anh hùng của người gác đêm. Anh đã đổ không biết bao nhiêu máu cho người gác đêm, nhiều lần sử dụng tần tử cuồng dũng, đứng giữa ranh giới sống chết. Anh cũng là anh hùng của người gác đêm. Alice nhíu chặt mày, lúc này Lê Văn Vân đã đến gần cửa, anh lại lấy huân chương thứ hai ra. Huân chương này là tôi đã giành được ở châu Á. Trong trận chiến đó, tôi đã dẫn đội đánh giết ba tên sát thủ thẻ đỏ của Hồng Nguyệt, giành được công lao hạng hai chính là huân chương màu tím này. Cạch, sứt lời, anh liền ném huân chương xuống đất. Đồng thời, anh cũng đã bước đến bên cạnh Alice. Lúc này Alice đang cầm trường đao, cao mày, mà mấy người đã rút trường đao ra khỏi vỏ kia cũng không một ai ra tay. Alice cười khổ. Cô ta ném thanh đao trong tay xuống đất, rồi nhường đường cho Lê Văn Vân. 7. Lê Văn Vân dẫn mọi người đi qua cánh cửa, chính thức bước chân vào căn cứ của Liên Hợp quân. Trong một tòa nhà cao tầng của Tổng bộ Liên Hợp Quân, có rất nhiều màn hình giám sát. Lúc này đang có không ít người đứng trước màn hình giám sát, chẳng hạn như Theonado và mấy quản lý thường trực, kể cả Lưu Đại Thuật. Quản lý bên Europa cao mày nói, Alice, cô đang làm gì thế? Tại sao lại để cho cậu ta vào? Các, hệ Nam Mỹ của các ông vốn có quan hệ khá tốt với hệ hoa, nên bây giờ còn muốn đi liếm chân thổi của người gác đêm hệ hoa đúng không? Nghe thấy câu nói này, người đàn ông cao lớn nhướng mày, nhìn người gác đêm hệ Europa nói, tốt nhất là ông nên ăn nói sạch sẽ một chút. Ông muốn đánh nhau không? Lưu Đại Thuận đang nằm trên ghế sofa xem kịch thì chợt cao mày. Mấy người này đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người khác cũng phát hiện có điều gì đó không ổn, bởi vì báo động cấp 1 đã được bật lên, toàn bộ người gác đêm trong tổng bộ của Liên Hợp Quân đều được điều động với hơn 1-2.000 người. Lúc này, trên đường phố và trên các sân thượng trong tổng bộ của liên hợp quân đều có không ít người gác đêm ngoại trừ người gác đêm hệ hoa thì tất cả đều được điều động nhưng vào lúc này lại chẳng có ai ra tay với lê văn vân những nơi mà lê văn vân đi qua toàn bộ người gác đêm đều bỏ đao xuống hoặc cất vào vó cậu ta đang lúc lưu đại thuận nhìn thấy hành động của lê văn vân thì nhất thời biến sắc bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay tức khắc xem ra cậu ta thật sự đau lòng rồi ông lão ngồi ở bên cạnh lưu đại thuận khẽ thở dài các ông hãy nhìn chuyện tốt mà mình đã làm đi lưu đại thuận chửi ầm lên lúc này rất nhiều người ở trong phòng giám sát đều rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi chỉ có quản lý bên europa là lớn tiếng nói ông mau thông báo cho bọn họ ra tay đi nếu cứ tiếp tục như vậy rất có khả năng đám người của cậu ta sẽ xông thẳng đến chỗ của chúng ta theo cao mày hơi không muốn nói nhưng nghĩ đến những lời đem đã nói trước đó ông ta vẫn nghiến răng, nhấn nút bấm, nói vào micro, mọi người hãy vây giết Lê Văn Vân cho tôi. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp thị trấn. Đồng thời cũng lọt vào tai của Lê Văn Vân, lúc này, ánh mắt của Lê Văn Vân lại trở nên lạnh leo. Anh lấy ra một huân chương màu tím ra lẩm bẩm, huân chương này là tôi giành được ở Bắc Cảnh, năm đó tôi 20 tuổi. Chương 897 chiếc đầu tiên là đem. Có lẽ ông ta không có sức mạnh bảo vệ anh ấy, là vì ông ta cũng có chỗ kiêng kỵ. Nếu ông ta bảo vệ, rất có khả năng lúc đó ông ta sẽ thật sự chứng minh suy nghĩ một nhà độc đại trong người gác đêm hệ hoa của đêm, đây không phải là những gì mà ông ta muốn nhìn thấy. Lý Thu bĩu môi nói, không ngờ thứ bịa đặt này lại khiến đám người đó cực kỳ kiêng kỵ, vậy thì cần gì phải kề vai chiến đấu cùng với bọn họ. Rời đi thì rời đi thôi, cùng lắm thì sau này chúng ta tìm một nơi tập hợp tất cả chúng ta lại. Chúng ta không thể bảo vệ người khác, nhưng bảo vệ người thân và bạn bè của mình thì không thành vấn đề hơn nữa bây giờ dưới trứng của chúng ta có rất nhiều sản nghiệp đủ để chống đỡ cho chúng ta phạm nhược tuyết nghe thấy những lời này thì khẽ cau mày không nói gì nữa cùng lúc đó trên tòa nhà lưu đại thuận nhìn theo nado bằng ánh mắt sáng rực mới đầu ông ta còn tức giận rồi nở một nụ cười thoải mái nhún vai khẽ cười nói chẳng phải mấy người hỏi cậu ta đang làm gì à cậu ta đang giải công lao để lót đường đấy hãy nhìn vào số huân chương trong túi của cậu ta đi, đó chính là huân chương mà cậu ta đã giành được trong 6 năm ở người gác đêm. Kể từ khi cậu ta gia nhập vào người gác đêm, trở thành người gác đêm số không hệ hoa thì hầu như nhiệm vụ với quy mô lớn trên toàn thế giới, cậu ta đều tham dự. Với số huân chương mà cậu ta đã giành được, mặc kệ là người đã đuổi cậu ta đi, hoặc người đã ban bố huyết sắc lệnh cậu ta, thì cả đời cũng không thể giành được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ cậu ta lại giải công lao để lót đường, vứt bỏ số huân chương này, điều này cũng có nghĩa là trong lòng cậu ta đã hoàn toàn thất vọng về các ông, cũng có thể kể từ hôm nay cậu ta sẽ rời khỏi người gác đêm mãi mãi. Lưu Đại Thuận cắn răng nói. Trong tòa nhà lại chìm vào sự yên tĩnh. Một lúc sau, Theonado mới nghiến răng nghiến lợi nói cậu ta đã giết con của anh hùng, nên đáng chết, không thể lấy công lao để bù trừ được. Sứt lời, ông ta lại nói vào micro, mấy người đang làm gì vậy? Bây giờ tôi ra lệnh, toàn bộ người gác đêm trong tổng bộ nghe lệnh, mau vậy giết Lê Văn Vân, nhanh lên. Nhưng vẫn không có ai nhúc nhích. Tim người đều làm bằng da thịt, lúc này Lê Văn Vân đang giải từng chiếc huân chương xuống đất, Lê Văn Vân dẫn đầu đám người đạp lên huân chương, lúc này mọi người đều hoàn toàn tĩnh lặng. Trường đao dơ lên rồi từ từ được đặt xuống, một số người gác đêm từng gặp mặt Lê Văn Vân đều cúi đầu xuống, viền mắt lấp lánh ánh nước. Cứ như thế, Lê Văn Vân vượt qua hành lang rất dài, từng chiếc huân chương lần lượt rơi xuống. Màu lam, tím, vàng. Một lúc sau, có một chiếc huân chương sáng lấp lánh nằm dưới đất. Nghĩ đến lòng vinh dự của người gác đêm, lúc này lại dùng để trải đường, khiến lòng người rung động. Bất chi bất giác, Lê Văn Vân đã đến gần tòa nhà đó, lúc này trong túi của anh đã chỉ còn lại hai chiếc huân chương, anh sửng sốt rồi đeo huân chương ở trước ngực. Hai chiếc huân chương này vô cùng sáng chói, giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời đây chính là huân chương tinh diệu, thể hiện niềm vinh dự cao nhất của người gác đêm. Kể từ khi thành lập người gác đêm, tổng cộng chỉ có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên là đem, chiếc thứ hai là chắc nhất minh, còn chiếc thứ ba đang nằm trong tay Lê Văn Vân. Chiếc huân chương màu vàng cuối cùng này là anh đã nhận được cách đây 3 năm, cũng chính là trận chiến mà đường đường đã hy sinh. Lê Văn Vân đeo hai chiếc huân chương ở trước ngực, khẽ vuốt ve một hồi rồi lấy huân chương tinh diệu xuống. Lúc này, toàn bộ người gác đêm đều nhìn chầm chầm vào huân chương đại diện cho niềm vinh dự cao nhất của người gác đêm trong tay Lê Văn Vân, trái tim của bọn họ đã vọt lên tới cổ họng. "Lê Văn Vân, định ném chiếc huy chương này thật ư?" Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà này, hờ hững nói, "Huân chương này là tôi đã nhận được trong trận chiến quy mô lớn đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ, đa số mọi người ở đây đều đã tham gia trận chiến ở đỉnh nghỉ lãng đó, đây cũng là huân chương cao quý nhất mà tôi đã nhận được." tên là Tinh Diệu. Dứt lời, Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, dứt khoát buông tay ra, huân chương giống như ngôi sao trên bầu trời từ từ rơi xuống đất. Phía sau Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ mím môi, còn Cố Bạch và Trần Tiêu thì biến sắc. Toàn trường yên tĩnh, cạch, huân chương rơi xuống đất phát ra tiếng lanh lành, nhảy lên vài cái mới chịu nằm yên, Lê Văn Vân lại dẫm lên. Trước ngực anh vẫn còn một chiếc huân chương vàng chương 898, cậu ta điên rồi sao? Hai, ông không ngờ tới à? Đúng lúc này, Vương Hùng bỗng cười nói, về phương diện nào đó thì tính cách của thằng nhãi này khá giống ông đấy. Chắc nhất mình nghe vậy, lại cau mày ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này Lê Văn Vân đã dẫn mọi người đi vào tòa nhà, rồi ngẩng đầu lên, hờ hững nói Theonado, các vị, hãy xuống đây đi. Anh nhìn lên tòa nhà cao tầng, lúc này trên tòa nhà cao tầng vang lên tiếng bước chân lưu đại thuận là người đầu tiên lao xuống ông ta nhìn lê văn vân ở phía xa xa muốn nói lại thôi thấy trước ngực lê văn vân vẫn còn một huân chương ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc nhìn thấy huân chương tinh diệu nằm dưới đất ông ta lại cảm thấy nhức nhối huân chương vinh dự nhất của người gác đêm cứ thế nằm dưới đất đám người nhanh chóng ra khỏi tòa nhà bọn họ đều là người đại diện cho người gác đêm ở các quốc gia khoảng mấy chục người bọn họ ồ ạt ra khỏi tòa nhà cao tầng, Theonado là người đi đầu. Phía sau đám người Lê Văn Vân, mấy người Alice cũng vây quanh, nhưng bọn họ không hề ra tay, mà cứ thế đi theo Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân lần lượt ném huân chương xuống đất. Ai cũng giữ im lặng. Lê Văn Vân, Theonado cười khẩy, cậu nghĩ hôm nay cậu có thể bình an rời khỏi nơi này hay sao? Lê Văn Vân khẽ cười nói, trước đây, là các ông đơn phương đuổi tôi ra khỏi người gác đêm, nhưng tôi vẫn chưa tuyên bố, nên tôi sẽ không xuống tay với các ông, dù gì trong lòng tôi, mấy người này cũng là đồng sự của tôi, nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ giải công lao để lót đường, một khi chiếc huân chương cuối cùng này rơi xuống thì tôi sẽ không còn là người gác đêm nữa. Các ông muốn phát huyết sắc lệnh với tôi cũng được, bây giờ ra tay với tôi cũng được, tôi tiếp hết. Sứt lời, anh liếc nhìn hơn một nghìn người gác đêm ở xung quanh nói, ở đây chúng tôi chỉ có bốn người, à, ở trên đỉnh núi còn có hai người nữa. Các ông cứ thử xem liệu có thể giữ tôi lại đây không? Hay là sau khi giữ tôi lại, các ông sẽ thương vong bao nhiêu người? Ngông cuồng. Anh vẫn ngông cuồng như xưa. Đây chính là Lê Văn Vân trong ấn tượng của bọn họ. Là sát thần của thế giới ngầm, vũ khí mạnh nhất của người gác đêm. DL. Sứt lời, anh nhìn theo Nado nói, hôm nay, dù thế nào tôi cũng sẽ rời khỏi người gác đêm, nhưng trước đó tôi có hai vấn đề muốn hỏi ông. Anh chỉ vào Theonado nói, đồ chó già, tôi đã ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm cho người gác đêm, lập vô số chiến công, còn đồ chó già như ông thì suốt ngày chỉ ngồi tổng bộ, ông dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi người gác đêm hả? Anh chẳng hề nể mặt ông ta. Sắc mặt của Theonado tái như gan lợn, nhanh chóng cười khẩy nói, dựa vào lời nói của ông đem, hai người thân của ông ta đều bị cậu chém chết ở viêm hạ. Chứng cứ đâu, ông hãy lấy chứng cứ ra thử xem, Lê Văn vận hờ hững hỏi. Theonado ngẩn người. Chứng cứ, tất nhiên là ông ta không có chứng cứ rồi. Nhưng ông ta vẫn mạnh miệng nói, chứng cứ ư, lời nói của ông đem chính là chứng cứ, ông ta là anh hùng của người gác đêm, chẳng lẽ ông ta lại vô duyên vô cớ vu khống một tiểu bối như cậu sao? Ô, vậy là ông không có bằng chứng, mà chỉ dựa vào một câu nói của đem, các ông đã tin tưởng ông ta rồi sao? các ông đều là chó do đem nuôi dưỡng à? Ánh mắt của Lê Văn Vân rơi vào đám người đại diện ở phía sau. Đem nói, rất có khả năng người gác đêm hệ hoa của chúng tôi sẽ là một nhà độc đại, vì thế các ông đã vội tin tưởng. Lê Văn Vân bĩu môi nói, nếu đã như thế, hôm nay ông đây bỏ gánh không làm nữa, các ông cứ tiếp tục làm chuyện này đi, đến lúc đó lão giả chắc nhất mình kia cũng mặc kệ, đợi đến khi chiến tranh nổ ra, các ông hãy tự mình chống đỡ đi. Anh vừa dứt lời, sắc mặt của đám người đó đều khẽ thay đổi. Trên thực tế, bọn họ cũng rất xoắn suýt. Bọn họ đều biết chắc nhất mình rất mạnh, Lê Văn Vân cũng rất có thiên phú, hơn nữa chắc nhất mình là niềm hy vọng của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không muốn người gác đêm hệ hoa quá mạnh để đàn áp bọn họ. Vì thế ban đầu, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, rất nhiều người đã đuổi Lê Văn Vân ra khỏi người gác đêm. Lê Văn Vân nhìn Theonado cười khẩy, do đó, dưới tình huống không có chứng cứ, ông đã đuổi tôi đi. Ông ta là anh hùng của các ông, chẳng lẽ tôi không phải sao? Trận chiến ở đỉnh Hỷ Lãng vừa mới trôi qua được bao lâu chứ, xem ra các ông đã quên hết rồi. Nghe thấy lời chất vấn của Lê Văn Vân, rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu, bởi vì bọn họ trột dạ, không dám nhìn thẳng vào Lê Văn Vân. Lê Văn Vân khẽ cười, xua tay nói, bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn so đo với mấy người, dù gì kể từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi người gác đêm, nếu các ông vẫn muốn đối phó với tôi thì cứ việc, tôi tiếp hết. chương 899, tại sao lại không thể? Theonado cười khẩy, quả nhiên là thế, Lê Văn Vân, hôm nay cậu dẫn Bùi Ninh Tùng đến đây là để giao ai với chúng tôi đúng không? Cậu muốn nói cho chúng tôi biết, cậu định gia nhập vào Hồng Nguyệt để đối đầu với chúng tôi đúng không? Tất cả mọi người nghe lệnh, Lê Văn Vân đã phản bội chúng ta, chúng ta phải mau chóng ra tay chém chết cậu ta. Lê Văn Vân thấy Theonado hơi tức đến nổ phổi thì khẽ cười nói: chẳng phải ông nói tôi đã giết hại người thân của Dem hay sao? Nói đến đây, anh khẽ cười nói: vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết, quả thật hai người đó là tôi giết. Toàn trường náo động, vô số người đều ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân, cũng có người vốn đã buông dao xuống lại giơ lên. Dem đã làm rất tốt việc quảng bá trong người gác đêm, nên sức ảnh hưởng của ông ta khá lớn, nhất là người gác đêm hệ Europa. Hầu như ai cũng tôn thờ ông ta như một vị thần. Nhưng bây giờ Lê Văn Vân lại nói rằng mình đã giết người thân của đối phương, chẳng khác nào chứng minh lời cáo buộc của đem trước đó, nên có mấy người rứt khoát dơ dao lên. Theonado mừng rỡ, hét lớn, "Mọi người đã nhìn thấy chưa, bây giờ thằng nhãi này đã không đánh mà khai, Fredem và Son Dem đều bị tên này giết chết." Toàn bộ người gác đêm nghe lệnh, "Mau bắt Lê Văn Vân lại cho tôi, mặc kệ sống hay chết." lê văn vân khẽ cười nói cho nên trước khi tôi thừa nhận ông chẳng hề có bằng chứng nào đã định tội tôi ông đúng là một thiên tài phụt hoàng thị kỳ đứng sau lê văn vân không nhịn được cười nói còn nữa ông có cho chúng tôi cơ hội để giải thích hay không hôm nay tôi tới đây chuyện thứ hai là để nói cho các ông biết tôi sẽ ra tay với đem lê văn vân liếc nhìn mọi người thản nhiên nói tôi sẽ nói cho mọi người biết lý do tại sao suốt lời anh liền hét lên trần tiêu Trần Tiêu chủ động bước tới, tháo mặt nạ xuống. Lúc Lưu Đại Thuận nhìn thấy Trần Tiêu, gương mặt của ông ta khẽ run lên, "Anh Tiêu." Lưu Đại Thuận và Trần Tiêu là người gác đêm cùng thời đại. Ở thời đại của họ, Trần Tiêu là một trong những người sáng cho nhất. Lúc này nhìn thấy Trần Tiêu xuất hiện, ông ta hơi kích động đến mức khẽ run lên. "Người này tên là Trần Tiêu, 20 năm trước, ông ta nằm trong top 10 của người gác đêm hệ hoa." ông ta từng đại diện cho người gác đêm hệ hoa tham gia thi đấu ở khu thám hiểm thứ hai. Sau đó, ông ta được đưa đến khu tội ác, là tôi đã dẫn ông ta ra ngoài, Lê Văn Vân lạnh nhạt nói. Nghe thấy những lời này, trên gương mặt tang thương của Trần Tiểu Hiện lên vẻ xúc động. Ba năm trước, tôi dẫn người gác đêm số 7 và người gác đêm số 2 hệ hoa cùng đi tới Viêm Hà Giang Thành để chấp hành nhiệm vụ. Trong trận chiến đó, số 7 đã hy sinh tại chỗ, bị bùi nghênh tùng ở bên cạnh tôi giết chết, Số 2 thì mất tích, còn tôi thì bị mất trí nhớ 3 năm, Lê Văn Vân hờ hững nói. Trong trận chiến đó, dường như người của Hồng Nguyệt và Ám Ảnh đã biết toàn bộ đường lui mà chúng tôi đã dự tính. Sau khi chúng tôi lấy được mục tiêu vật phẩm thì không thể nào trốn thoát được. Lê Văn Vân thờ ơ nói. Hai tháng trước, khi tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở Yên Kinh, còn gia đình tôi sống ở Lâm. Hải, cô Doãn Thị Đan đến từ khu tội ác này, đã bắt cóc em họ tôi rồi dẫn đến khu tội ác để dụ tôi tới đó. Ở khu tội ác, tôi đã nhìn thấy Ellen Hubert người gác đêm hệ Europa của các ông. Mọi người nghe đến đây thì nhất thời xôn xao. Ellen Hubert có địa vị rất cao trong người gác đêm hệ Europa. Ông ta đứng thứ sáu trong thiên bảng. À, ông ta đã bị tôi chém chết rồi nên mọi người đừng có ngạc nhiên như vậy, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, Lê Văn Vân bĩu môi, khinh thường nói. Câu nói này đã khiến toàn trường bùng nổ lần nữa, tiếng rút đao cũng ngày càng nhiều. Theonado nhất thời giận dữ nói, Lê Văn Vân, cậu dám làm chuyện như vậy, đây chính là siêu cấp, là báu vật của người gác đêm, tương lai khi chiến tranh nổ ra, ông ta sẽ là người đi tiên phong, vậy mà cậu lại dám giết ông ta. Lê Văn Vân cười khẩy đáp, ở khu tội ác, ông ta cùng Lục Khiêm, Giản Hưng và Phó Vũ Cựu thành viên của Hồng Nguyệt, bốn siêu cấp đối phó với một mình tôi, muốn dồn tôi vào chỗ chết, ông nói thử xem tôi có nên chém chết ông ta hay không. Cậu đừng có mà ăn nói lung tung." Theonardo giận dữ nói, "Ông Hubert là chiến thần của người gác đêm hệ Europa, sao có thể bắt tay với người của Hồng Nguyệt Cơ chứ?" Chương 900 bọn họ không muốn tin điều này. Lê Văn Vân khẽ nói những lời này, mỗi lần anh nói thì trên mặt mọi người càng hiện lên vẻ khó tin. "Đúng là ăn nói bừa bãi." Theonardo nghiến răng nói, "Ông đem từng là anh hùng của người gác đêm. Đó là đã từng Lê Văn Vận hờ hững nhìn ông ta nói, ông ta đã sớm thay đổi rồi. Hôm nay tôi đã dẫn hai nhân chứng tới đây. Dứt lời, Lê Văn Vân nhìn Doãn Thị Đan. Doãn Thị Đan nói sơ lược về những gì đã xảy ra ở Lâm Hải. Thế cười gần, cậu cho rằng cậu tùy ý tìm một vài người bịa ra mấy câu chuyện thì chúng tôi sẽ tin cậu à. Đem là anh hùng của người gác đêm, ông ta không thể làm ra chuyện như vậy. Khổ khổ, đúng lúc này. Bùi Nghinh Tùng mới chủ động lên tiếng, quả thật là thế, nhiều năm trước đêm đã hợp tác với chúng tôi rồi, rất nhiều thông tin mà chúng tôi có được đều do ông ta tiết lộ. Tôi vốn là người sắp chết rồi, nên ông có tin hay không cũng chẳng sao cả. Không thể nào, Theonado dứt khoát nổi giận, giống to, Lê Văn Vân, cậu cấu kết với Hồng Nguyệt, định hãm hại anh hùng của người gác đêm chúng tôi, cậu cho rằng tôi sẽ để cho cậu đạt được mục đích à. Mọi người hãy cầm dao lên, vì mọi sự sống mà giết chết Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thấy Theonado hơi thẹn quả hóa giận thì hờ hững nói, tôi nói nhiều như vậy, còn cung cấp nhân chứng, vậy mà ông lại không tin, ngược lại đem chỉ nói một câu qua loa chứ không hề có chứng cứ, nhưng ông lại vì thế mà đuổi tôi ra khỏi người gác đêm. Ông, đúng là giữ vững sơ tâm. Cái gì nên nói, tôi đã nói hết rồi, hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn nói cho các ông biết tất cả chuyện này mà thôi, tôi đối phó với đem là đường đường chính chính. Các ông tin hay không thì tùy, hay muốn đi điều tra cũng chẳng liên quan đến tôi. Kể từ hôm nay, tôi đã không còn là người gác đêm nữa. Lê Văn Vận hờ hững nói, ngày mai tôi sẽ ra tay với đêm, nếu các ông muốn giúp đỡ đêm thì chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau. Sứt lời, Lê Văn Vân nhìn về phía xa, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống. Giống như dấu chấm kết thúc giữa Lê Văn Vân và người gác đêm. Anh xoay người lại, khẽ nói, chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân xoay người lại, khẽ liếc nhìn bùi nginh tùng, cổ bạch ấn đầu bùi nginh tùng xuống nói, chúng ta đi. Một nhóm sáu người ung dung đi ra ngoài. Lê Văn Vân đi được vài bước thì phát hiện đảm người gác đêm ở phía sau không hề nhường đường, mà chỉ đứng ở đó như thể không muốn cho Lê Văn Vân rời đi. À, kể cả Alice, lúc này vẻ mặt của cô ta cũng hơi phức tạp. Những gì Lê Văn Vân vừa mới nói đã khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Đem, người gác đêm đầu tiên nhận được, tinh diệu lại hợp tác với Hồng Nguyệt, vì kéo dài tính mạng mà hại chết người Gác Đêm, còn đảm nhiệm vai trò nội gián cho Hồng Nguyệt trong người Gác Đêm. Tất cả những điều này đều khiến bọn họ không dám tin. Bây giờ Hồng Nguyệt đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với người Gác Đêm. Lúc này, mọi người đều biết chiến tranh đang ngày càng đến gần, nhưng bọn họ lại nhận được tin tức này, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Bọn họ không muốn tin điều này. Lê Văn Vân cậu cho rằng vở kịch mê hoặc lòng người này sẽ khiến chúng tôi tin tưởng hay sao? Mọi người nghe lệnh, mau giơ dao trong tay. Lê Văn Vân đã phản bội người gác đêm. Cậu ta muốn đối phó với anh hùng của người gác đêm chúng ta. Mau giết cậu ta cho tôi. Để cậu ta ở lại đây mãi mãi. Bằng không khi chiến tranh nổ ra, cậu ta sẽ là kẻ địch mạnh nhất của chúng ta. Theonado giống to. ở một mức độ nào đó, ông ta chính là fan náo tàn của đêm. Không tin rằng đêm sẽ làm ra chuyện như vậy vừa nghe thấy tin Lê Văn Vân định xuống tay với đem, ông ta đã hoàn toàn hoảng loạn. Ông ta phải giữ Lê Văn Vân ở lại đây mãi mãi. Si, Lê Văn Vân chế diếu, phất lờ lời nói của ông ta, rồi ngẩng đầu, nhìn đám người đang chặn trước cửa, lạnh nhạt nói, tôi đã không còn là người gác đêm nữa, nên mấy người có thể xuống tay với tôi, nhưng tôi sẽ phản kháng. Nói đến vế cuối, khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ cong lên. Khóe miệng của Alice khẽ co giật, cô ta và Lê Văn Vân từng là đồng đội, còn từng nhận ân huệ của Lê Văn Vân, nên biết rõ tính cách của Lê Văn Vân. Hơn nữa huân chương vẫn đang giải đầy đất, chiếc huân chương tinh diệu kia đang nằm trói lọi ở dưới đất và một chiếc màu vàng đang đeo trước ngực Lê Văn Vân, hình như đây là chiếc cuối cùng trong tay Lê Văn Vân. Lê Văn Vân giữ lại chiếc này để ngày mai dành cho đem. Theonado vẫn đang thẹn quá hóa giận gào thét. Nhưng không một ai ra tay hoặc tránh ra, mà tất cả đều giữ im lặng, đứng ở đó. Đúng vậy, đem là anh hùng, chẳng lẽ Lê Văn Vân lại không phải ư? Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, trên thực tế, bây giờ rất nhiều người đã tin tưởng lời nói của Lê Văn Vân, chỉ là trong lòng bọn họ hơi khó chấp nhận mà thôi. Hôm nay là một ngày điên cuồng đối với người gác đêm trên toàn thế giới, một khi tin tức này được truyền ra ngoài, e rằng cả thế giới sẽ bị chấn động. Chương 900 bọn họ không muốn tin điều này. Lê Văn Vân khẽ nói những lời này, mỗi lần anh nói thì trên mặt mọi người càng hiện lên vẻ khó tin. Đúng là ăn nói bừa bãi, Theonado nghiến răng nói, ông đem từng là anh hùng của người gác đêm. Đó là đã từng, Lê Văn vận hờ hững nhìn ông ta nói, ông ta đã sớm thay đổi rồi. Hôm nay tôi đã dẫn hai nhân chứng tới đây. suốt lời, Lê Văn Vân nhìn Doãn Thị Đan. Doãn Thị Đan nói sơ lược về những gì đã xảy ra ở Lâm Hải. Ronaldo cười gần, cậu cho rằng cậu tùy ý tìm một vài người bịa ra mấy câu chuyện thì chúng tôi sẽ tin cậu à. Đem là anh hùng của người gác đêm, ông ta không thể làm ra chuyện như vậy. Khủ khủ, đúng lúc này, Bùi Nghinh Tùng mới chủ động lên tiếng, quả thật là thế, nhiều năm trước đem đã hợp tác với chúng tôi rồi, rất nhiều thông tin mà chúng tôi có được đều do ông ta tiết lộ. Tôi vốn là người sắp chết rồi, nên ông có tin hay không cũng chẳng sao cả. Không thể nào, Theonado rứt khoát nổi giận, giống to, Lê Văn Vân, cậu cấu kết với Hồng Nguyệt, định hãm hại anh hùng của người gác đêm chúng tôi, cậu cho rằng tôi sẽ để cho cậu đạt được mục đích à? Mọi người hãy cầm dao lên, vì mọi sự sống mà giết chết Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thấy Theonado hơi thẹn quả hóa giận thì hờ hững nói, tôi nói nhiều như vậy, còn cung cấp nhân chứng, vậy mà ông lại không tin, ngược lại đem chỉ nói một câu qua loa chứ không hề có chứng cứ, nhưng ông lại vì thế mà đuổi tôi ra khỏi người gác đêm. Ông, đúng là giữ vững sơ tâm. Cái gì nên nói, tôi đã nói hết rồi, hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn nói cho các ông biết tất cả chuyện này mà thôi, tôi đối phó với đem là đường đường chính chính. Các ông tin hay không thì tùy, hay muốn đi điều tra cũng chẳng liên quan đến tôi. Kể từ hôm nay, tôi đã không còn là người gác đêm nữa. Lê Văn vận hờ hững nói, ngày mai tôi sẽ ra tay với đem, nếu các ông muốn giúp đỡ đem thì chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau. Sứt lời, Lê Văn Vân nhìn về phía xa, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, giống như dấu chấm kết thúc giữa Lê Văn Vân và người gác đêm. Anh xoay người lại, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi." Lê Văn Vân xoay người lại, khẽ liếc nhìn Bùi Ninh Tùng, cổ bạch ấn đầu Bùi Ninh Tùng xuống nói: "Chúng ta đi." Một nhóm sáu người ung dung đi ra ngoài. Lê Văn Vân đi được vài bước thì phát hiện đảm người gác đêm ở phía sau không hề nhường đường, mà chỉ đứng ở đó như thể không muốn cho Lê Văn Vân rời đi a à, kể cả alice lúc này vẻ mặt của cô ta cũng hơi phức tạp những gì lê văn vân vừa mới nói đã khiến bọn họ cực kỳ chấn động Đêm, người gác đêm đầu tiên nhận được tinh diệu lại hợp tác với hồng nguyệt vì kéo dài tính mạng mà hại chết người gác đêm còn đảm nhiệm vai trò nội gián cho hồng nguyệt trong người gác đêm tất cả những điều này đều khiến bọn họ không dám tin bây giờ hồng nguyệt đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với người gác đêm lúc này Mọi người đều biết chiến tranh đang ngày càng đến gần, nhưng bọn họ lại nhận được tin tức này, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Bọn họ không muốn tin điều này. Lê Văn Vân, cậu cho rằng vở kịch mê hoặc lòng người này sẽ khiến chúng tôi tin tưởng hay sao? Mọi người nghe lệnh, mau dơ dao trong tay, Lê Văn Vân đã phản bội người gác đêm, cậu ta muốn đối phó với anh hùng của người gác đêm chúng ta. Mau giết cậu ta cho tôi, để cậu ta ở lại đây mãi mãi, bằng không khi chiến tranh nổ ra, cậu ta sẽ là kẻ địch mạnh nhất của chúng ta. Theonado giống to. Ở một mức độ nào đó, ông ta chính là fan não tàn của đem, không tin rằng đem sẽ làm ra chuyện như vậy. Vừa nghe thấy tin Lê Văn Vân định xuống tay với đem, ông ta đã hoàn toàn hoảng loạn. Ông ta phải giữ Lê Văn Vân ở lại đây mãi mãi. Si, Lê Văn Vân chế diếu, phất lờ lời nói của ông ta, rồi ngẩng đầu, nhìn đám người đang chặn trước cửa, lạnh nhạt nói, tôi đã không còn là người gác đêm nữa, nên mấy người có thể xuống tay với tôi nhưng tôi sẽ phản kháng nói đến vế cuối khóe miệng của lê văn vân khẽ cong lên khóe miệng của alice khẽ co giật cô ta và lê văn vân từng là đồng đội còn từng nhận ân huệ của lê văn vân nên biết rõ tính cách của lê văn vân hơn nữa huân chương vẫn đang giải đầy đất chiếc huân chương tinh diệu kia đang nằm trói lọi ở dưới đất và một chiếc màu vàng đang đeo trước ngực lê văn vân hình như đây là chiếc cuối cùng trong tay lê văn vân Lê Văn Vân giữ lại chiếc này để ngày mai dành cho Đem. Theonado vẫn đang thẹn quá hóa giận gào thét, nhưng không một ai ra tay hoặc tránh ra, mà tất cả đều giữ im lặng, đứng ở đó. Đúng vậy, Đem là anh hùng, chẳng lẽ Lê Văn Vân lại không phải ư? Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, trên thực tế, bây giờ rất nhiều người đã tin tưởng lời nói của Lê Văn Vân, chỉ là trong lòng bọn họ hơi khó chấp nhận mà thôi hôm nay là một ngày điên cuồng đối với người gác đêm trên toàn thế giới. Một khi tin tức này được truyền ra ngoài, e rằng cả thế giới sẽ bị chấn động. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 900